Rồi mình bắt đầu học nha các bạn. Các bạn nghe được âm thanh Minh Cô với lại thấy trên màn hình Minh Cô chưa? Thấy rồi cô. Rồi, hôm trước mình đi sang cái phần về phương pháp nối kết hợp nhất mà mình cũng đã thực hiện các cái thao tác cơ bản thành này rồi. Bây giờ mình đi vào cái phần đó là hướng dẫn cài đặt của cái anh phương pháp nối kết hợp nhất. Ha. Như vậy thì chắc chắn á, là cái việc đầu tiên là mình phải xây dựng được cái bản mâm để mình có thể hỗ trợ cho cái công việc là mình lưu trữ. Thì trong quá trình mà mình hỗ trợ các cái nội dung của bản mâm á, thì việc đầu tiên đó là mọi người nhớ là mình phải chuẩn bị cái gì? Mình phải chuẩn bị đó là cái số lượng phần tử của cái bản mâm. Như vậy thì trước mắt đó là đối với lại mỗi từng cái phương pháp nó có một cái yêu cầu khác nhau. Nếu là phương pháp nối kết một cách trực tiếp á, thì thường người ta yêu cầu cái anh M của mình á, nó là một cái giá trị mà miễn sao nó lưu trữ được tối đa bao nhiêu phần tử, cứ lấy số lượng tối đa chia cho 10 mà lấy phần nguyên, sau đó tìm một con số nguyên tố xấp xỉ gần với là con số đó. Thì thường á, là người ta lựa chọn như vậy cho nối kết trực tiếp. Đối với nối kết hợp nhất á, thì người ta không có yêu cầu đối với con M, nhưng mà khả năng á, là người ta sẽ mong muốn cái con M này của mình sao cho có thể lưu trữ được hết tất cả số lượng phần tử. Tức là ví dụ người ta nói đó là 5.000 phần tử, thì tức là cái thằng M này mình định nghĩa sẽ là 5.000. Điều đó dẫn đến một cái việc đó là đối với lại phương pháp nối kết hợp nhất á, cái việc mà nó tiết kiệm được không gian lưu trữ thì cảm thấy đó là nó không có được tận dụng hết tối đa, mà phương pháp nối kết trực tiếp thì nó được tận dụng tối đa hơn. Tại vì dù phương pháp nối kết trực tiếp bạn có là 100 hay là 5.000 phần tử thì cái anh số lượng danh sách liên kết đó, nó vẫn ít và nó không bị giới hạn số lượng của cái việc đó là có bao nhiêu phần tử cứ gắn kết vào. Như vậy thì cái việc mà giới hạn số lượng phần tử đó, nó chỉ bị ảnh hưởng bởi cái dung lượng mà như trong của bạn thôi, chứ còn bên đây thì nó không có bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên đối với lại nối kết hợp nhất do nó giới hạn bởi cái số lượng phần tử, số lượng địa chỉ để dành cho cái việc hợp nhất của cái chuỗi tạm gọi là cái chuỗi đụng độ của mình, cho nên trong trường hợp này á, nó bị giới hạn số lượng phần tử. Và đây giả sử là mình định nghĩa là M là 100 đi, sau đó mình phải định nghĩa từng cái cấu trúc của một cái nốt ở bên trong cái anh mảng băm này. Thì cấu trúc của mỗi một nốt nó gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần chứa nội dung của cái giá trị cần đi lưu trữ, mình có thể gọi cái anh đó là cái key ha. Như vậy cái key này tùy thì có những cái thông tin nó có thể là gì mọi người, nó có thể là một số nguyên, nó cũng có thể là một cái kiểu sinh viên hoặc một cái kiểu struct nào đó mà mình đã định nghĩa rồi. Tuy nhiên mọi người lưu ý là khi mà mọi người định nghĩa xong thì cái giá trị của nó đi kèm khi chưa được khởi tạo là cái gì ha, thì mọi người có thể tận dụng cái giá trị mà khi chưa khởi tạo nó nhận giá trị là gì để tiến hành khởi tạo cho nó ở cái việc đó là khi khởi tạo nguyên cái bản mâm. Đó là một cách. Cách thứ hai thì mọi người sẽ phải quan tâm đến việc là phạm vi lưu trữ nó sẽ là những cái giá trị gì để mọi người lựa chọn cho nó cái nội dung mà khi vừa khởi tạo thì nó sẽ nhận được giá trị mặc định là bao nhiêu. Sau khi mà khai báo được thành phần keys thì phải có thành phần nest. Thành phần nest thì nó sẽ luôn luôn là kiểu số nguyên, tại vì nó lưu trữ địa chỉ tạm gọi là các cái index của những cái đứa chung trong một cái chuỗi hợp nhất. Như vậy thì anh này á, anh sẽ là số nguyên, tại vì á, các chỉ số địa chỉ ở trong cái bản băm này đang tồn tại dưới dạng là mảng một chiều, cho nên là nó sẽ đi từ 0 cho đến M trừ 1. Như vậy là mình định nghĩa một cái struct node. Định nghĩa struct node xong thì mình sẽ tiến hành mình đi khai báo cái bản băm. Thì mình sẽ có đó là một cái bản băm mình khai báo nó tên là T. Nó có M phần tử và mỗi phần tử nó là kiểu node. Như vậy coi như mình có sẵn là 100 cái nốt và chúng nó được đặt liên tục nhau. Và cái anh mà dùng để làm cái chỉ số để mình co cụm trong mỗi một lần mình tìm vị trí mới mình thêm cái chuỗi hợp nhất của mình. Hoặc là mình cũng có thể coi đó là số lượt địa chỉ của những cái đứa trong phần tử còn lại là cái anh R. R này thì nó bắt đầu là bằng M trừ 1, tức là chỉ số cuối cùng ở trong mảng băm. Như vậy đó là việc mình khai báo đầu tiên. Sau khi mà mình khai báo xong á thì mình sẽ đi khởi tạo ha. Vậy thì cái việc khởi tạo này đó là chẳng qua mình đi từ phần tử đầu tiên cho đến phần tử cuối cùng trong cái bản băm, mình cho hai cái thành phần key và thành phần nest đó bằng mấy. Cái thành phần nest á
Đây là cái thành phần dễ dễ khởi tạo nhất. Tại vì cái NAS này nó là một con số nguyên, nó chuyên dùng để lưu index của cái mảng một chiều. Cho nên index của mảng một chiều thì bạn biết rồi, nó đang có m phần tử, thì index của nó sẽ đi từ 0 cho đến m trừ 1, phải chưa? Cho nên đó là mình sẽ cho khi khởi tạo nó bằng một cái giá trị nào đó mà không phải nằm trong phạm vi từ 0 cho đến m trừ 1, thì mình sẽ lấy ví dụ như là mình lấy là trừ 1. Với thành phần khi này thì nó tùy vào cái dữ liệu của mình, nó tùy vào cái vùng dữ liệu mà mình sẽ lưu trữ nữa. Như vậy thì ở đây mình đang giả sử đó là mình sẽ lưu trữ các cái giá trị khóa là một con số nguyên dương. Như vậy thì tức là sẽ không có số âm, thì mình sẽ cho khởi tạo thành phần keys này á, là trừ 1. Còn nếu như mà trong trường hợp đó là mọi người lưu trữ cả số nguyên thì mọi người nên cho nó là một cái giá trị nào đó. Có thể là null key, hoặc là có thể là âm vô cùng hoặc là dương vô cùng trong giá trị của số nguyên, để nó tránh cái việc là nó bị trùng lắp với một giá trị đã lưu trữ. Tại vì mình cần kiểm soát là khi nào nó khác trạng thái mới vừa khởi tạo hay là đang ở trạng thái khởi tạo. Cho nên ở đây thì mình đang cho giả sử là mình lưu trữ tất cả các giá trị số nguyên nguyên dương, cho nên nó là mình cũng sẽ cho thành phần khi của nó là trừ 1. Như vậy nhắc lại, thành phần keys này nó sẽ tùy vào cái kiểu dữ liệu và cái vùng dữ liệu mà bạn lưu trữ để bạn tiến hành có giá trị khởi tạo phù hợp cho nó. Rồi đó là init. Sau đó thì mình đã tiến hành các quá trình thêm, thì mình còn phải có cái hàm bấm để mình đi biến đổi một cái giá trị khóa x nào đó cho vào, thì nó sẽ là nằm tại cái địa chỉ thứ mấy. Như vậy thì mình sẽ định nghĩa ở đây, mình giả sử là cái hàm bom của mình là cái hàm modulo, được chưa? Modulo cho 10. Như vậy thì nó chỉ việc nó nhận cái giá trị của con x, nó lấy con x đó nó phần trăm cho 10 rồi nó modulo nó trả về. Thì nó là cơ chế của hàm bom. Để tìm kiếm một phần tử trong mảng bom thì bắt buộc là mọi người thấy là mình phải đi theo cái chuỗi hợp nhất của nó. Mà đầu tiên để biết nó đi theo cái chuỗi hợp nhất mấy thì mình sẽ phải, dĩ nhiên đó là tìm kiếm, thì phải nhận vào giá trị x cần tìm và trả về kết quả tìm được hay là không tìm được. Mà nếu tìm được thì mọi người có thể trả về nó được là cái gì, là cái index của nó là nằm tại cái vị trí thứ mấy trong cái mảng một chiều. Còn nếu như mà tìm không ra thì mọi người có thể trả về một cái index mà nó không có trong mảng một chiều, nó chính là trừ một. Rồi dạy anh này đầu tiên, cái thằng y sẽ là cái thằng nhận cái giá trị mà hash function nó ứng xạ từ cái khóa x đi qua cái hàm modulo. Như vậy thì y sẽ bằng h của x. Cái h là cái anh hash form hồi nãy mình đã định nghĩa ở phía trước là return, và cái giá trị đó là x phần trăm cho 10. Như vậy thì âm này là coi như là cái index gốc của nó, tức là cái giá trị này mà nếu như mà đưa vào trong mảng vòng thì nó sẽ dò theo cái vị trí index bắt đầu là mấy. Khi mà mình nằm ngay tại index đó thì mình sẽ lấy cái vị trí index đó mà thành phần nốt của nó thì nó đang là cái nốt thứ y. Mình xem xét cái thành phần khi của nó đó với lại cái giá trị mình cần tìm, chúng nó có bằng nhau không? Nếu nó bằng nhau thì mình return thẳng về là y ở phía dưới. Còn nếu như nó khác nhau thì bắt đầu mình phải duyệt, mình chạy, mình đi tìm theo cái chuỗi hợp nhất nếu như nó có. Được chưa? Như vậy ở đây trong khi x khác với lại t thứ y chấm khi. T thứ y chấm khi tức là cái nốt tại vị trí địa chỉ thứ y mà nó đã ánh xạ ra, và nó xem xét thành phần khi nếu như nó khác. Và mình kiểm tra đó là con y này của mình nó khác trừ 1, tức là rõ ràng ở chỗ này nó có giá trị chứ nó không phải là không có. Chứ nếu mà vô đây mà không có luôn thì đồng nghĩa với việc là cái giá trị này chưa có ở trong cái anh hash table ngay tại vị trí gốc đầu tiên mới vừa ánh xạ. Còn nói ví dụ đi, đó là cái hàm của mình là x phần trăm nhân 10. Như vậy thì giả sử đó là cô muốn tìm con số 5, 5 phần trăm nhân 10 thì bằng 5, mà tại cái anh T5 á, là mình chưa có thêm cái gì hết trơn. Như vậy vô thì chắc chắn á, là 5 của mình á, nó khác thành phần khi, tại vì chưa thêm thì khi nó đang là trừ 1. Đúng chưa? Thì nó khác và y cũng phải khác trừ 1 nữa thì mình mới đi tìm theo chuỗi hợp nhất. Như vậy thì lúc này á, nếu như mà y mà khác trừ 1 thì mới biết là nó có giá trị. Còn nếu nó đã khác giá trị cần tìm mà nó bằng giá trị trừ 1 là coi như nó chỉ mới khởi tạo, rồi sau đó chưa có ai chèn vào tại vị trí địa chỉ này cả. Như vậy là coi như nó có giá trị. Thì mình mới cho thằng y á, là được cập nhật bằng thành phần NAS của cái thằng TI này. Như vậy tại vì tại sao lại là
bằng TINET, tại vì là cho cái thằng Y này của mình nó chạy theo cái chuỗi hợp nhất, và cái chuỗi hợp nhất đi qua phần tử tiếp theo thì nó nhờ vào thành phần NAS để biết địa chỉ của cái node ở phía sau, được chưa? Như vậy thì T sẽ bằng TINET. Như vậy nó cứ chạy hoài cho đến một lúc nào đó mà có con X của mình bằng TI khi, được chưa? Và cái giá trị Y của mình á, là nó bằng -1 á, thì nó dừng. Kết thúc cái vòng lặp này, mình kiểm tra nếu X bằng TI.key là coi như có thì mình return về Y. Ngược lại mình sẽ return về -1, tức là không có. Chắc chắn là cái vòng lặp while phía trên nó sẽ chạy tới một thời điểm nên nó sẽ dừng. Tại vì sao mọi người? Tại vì tất cả các thành phần NAS phía sau của mình á, mình đã được cho khởi tạo là bằng -1. Đúng không? Trong khi tất cả chúng nó mà nếu chạy mà đều khác hết, nhưng mà tới một giá trị nào đó y bằng -1 thì nó cũng dừng. Hoặc ví dụ cái bảng nó đã được thêm đầy thì tất cả các thành phần NAS á, nó đều khác -1 hết rồi, nhưng mà cái con X của mình á, cũng vẫn là sao, cũng vẫn là khác T thứ y bằng khi, thì trường hợp này nó xảy ra thế nào mọi người? Nó có dừng được không? Ví dụ như cái bảng bây giờ có 10 phần tử, mình thêm đủ 10 rồi. Mình thêm đủ 10 rồi. Thì có bao giờ mà nó bị cái trường hợp đó là tất cả giá trị đều khác cái con X, nhưng mà thành phần Y của mình là khác -1 không? Tức là nếu như mà vẫn xảy ra trường hợp đó là vòng lặp của mình bị vô tận. Như vậy có xảy ra trường hợp đó không? Có không? Đâu, bạn nào phát biểu xem. Có thể xảy ra trường hợp đó không? Đâu, hỏi thử coi. Không thấy ai trả lời. Rồi, tìm trong danh sách. Kéo duyệt tên đại ha. Lương Văn Huy. Có trường hợp đó xảy ra không bạn? Bạn Lương Văn Huy đâu rồi? Bạn Lương Văn Huy có học không? Hay là để cái nick cái đó rồi đi đâu rồi? Rồi, Lương Văn Huy vắng đúng không? Để cái nick đó rồi đi đâu rồi? Đây. Vắng. Hôm nay là ngày 9 tháng 8. Ở đâu bạn khác coi. Rồi nói cho cô nghe, có thể xảy ra cái trường hợp vòng lặp của cái việc mà tìm kiếm của mình nó bị lặp vô tận không? Rồi đâu rồi? Nguyễn Đình Nam. Dạ có không? Rồi, có bao giờ xảy ra trường hợp đó không em? Dạ em nghĩ là dạ có. Xảy ra trường hợp đó là tất cả những cái giá trị của nó, giả sử có 10 phần tử là tất cả các thành phần khi nó đều có khả năng đó là khác -1 hết. Đúng không? Yeah. Là cái vòng lặp vô tận phải không? Vậy cái code này đâu chạy được đâu? Tại vì nó bị trường hợp là vô tận mà. Vậy cô hỏi bạn, nếu mà 10 phần tử á, mà chúng nó đều là chuỗi hợp nhất với nhau hết, nếu cùng là một chuỗi hợp nhất với nhau, tất cả các thành phần y của bạn đều là khác cái trị -1, vậy thì cái phần tử cuối cùng khi bạn thêm vào trong cái băng băm đó đó, nó liên kết với ai? Nó liên kết với ai? Nam. Phần tử cuối cùng khi tham vào liên kết với ai? Dạ em cũng không biết nữa cô. Rồi em học xong cái phần lý thuyết của nó mà giờ em nói là em không biết.
bạn thêm 10 phần tử vào trong một cái bảng băm có kích cỡ là 10 luôn. Bây giờ cô nói cái phần tử cuối cùng á đi thêm vào thì nó liên kết với ai? Có nốt phía sau nó không? Có nốt nào liên kết với nó không? Giờ giả sử 10 phần tử đó đều chung cho một chuỗi hợp nhất. Đứa thứ nhất sẽ kết nối với đứa thứ hai thì chắc chắn là thành phần nest của nó đã phải được lưu trữ địa chỉ của đứa hai. Đứa hai liên kết với ba, ba liên kết với bốn, bốn liên kết tới năm, năm liên kết tới sáu, sáu liên kết tới bảy, bảy liên kết tới tám, tám liên kết tới chín, chín liên kết tới mười. Là bạn thêm một đứa thứ mười, rồi đứa thứ mười nó liên kết tới ai? Đứa 10 liên kết tới ai nè? Ừ, 10 liên kết tới ai? Sao em ru luôn rồi? Mười liên kết tới ai? Có phần tử 11 để liên kết không Nam? Dạ không. Không, gì trong trường hợp đó nó có liên kết tới ai không? Dạ không. Không, mà nó không liên kết tới ai thì phần nét của nó có bị thay đổi không? Không ạ. Không, như vậy sao nãy có? Cái phần tử cuối cùng đi thêm vào nó có liên kết với ai đâu, nên chắc chắn trong cái bảng của bạn á, mà dù có đầy đi chăng nữa sẽ có phần tử đó là cái giá trị net của nó là trừ một, nên chắc chắn cái vòng lặp này nó sẽ có dừng. Vòng lặp không có bị vô tận đâu, đây là cái hành tìm kiếm. Các bạn học các bạn không suy nghĩ gì hết trơn luôn, hỏi tới rồi xong mới phán đại thôi. Rồi đó là thao tác của việc tìm. Còn khi thêm một phần tử vào bảng băm đó thì bạn muốn thêm giá trị nào? Giả sử bạn thêm giá trị con x, bạn thêm xong bạn cũng có thể trả về được cái địa chỉ của cái thằng x mà mới vừa thêm vào tại cái index thứ mấy. Như vậy thì bạn sẽ có cái thằng y nhận cái giá trị hash function mà cái thằng x đã được truyền vào, tức là ánh xạ vô địa chỉ thứ mấy. Thì khi nó đã vào được cái địa chỉ thứ mấy rồi, việc đầu tiên của mình là mình kiểm tra coi tại cái vị trí đó đó, cái thành phần keys của nó có khác con x không. Chứ nếu nó bằng con x á, thì thôi, được chưa, nó bằng con x á, thì thôi mình không thêm, tức là mình không thêm giá trị trùng nhau. Như vậy thì anh này á, là coi như là t thứ y chấm keys mà khác x, và cái thành phần keys của nó khác trừ một, tức là nó khác luôn cả cái giá trị đó là khởi tạo, tức là coi như là gì các bạn, có giá trị được lưu trữ nhưng mà cái giá trị đầu tiên này á nó khác cái chị cần tìm, đồng nghĩa với việc đã bắt đầu xuất hiện sự đụng độ, mình cần đi xây dựng cái chuỗi hợp nhất. Chứ còn nếu như mà cái thằng t thứ y chấm khi của mình á nó khác x nhưng mà nó bằng trừ một, tức là ngay tại đó nó mới vừa được khởi tạo thôi, nó mới vừa được khởi tạo và nó sao mọi người, nó chưa hề có giá trị nào được đưa vào, thì cái thằng if này nó sẽ không thỏa, thì sẽ đi xuống nó thực hiện cái if thứ hai ở phía dưới. Đó là nếu như mà con y của mình khác trừ một, con y nếu mà nhận chỉ số hash function thì chắc chắn sẽ phải khác trừ một đúng không, và t thứ y chấm khi mà khác x thì mình sẽ gán trực tiếp cái thằng x vào ngay tại vị trí đó, tức là coi như nó không có đụng độ gì hết, thì chỉ việc đó là gán vào rồi return y, được chưa. Còn nếu như nó có xảy ra đụng độ thì mình sẽ bắt đầu mình gán là cái gì đây, g bằng y ha, g bằng y là coi như vị trí của mình bắt đầu để mình xác định cái chuỗi hợp nhất của mình. Rồi y của mình á thì bằng thằng t thứ y của mình chấm net, tức là đi theo thành phần net để đi tìm cái chuỗi hợp nhất. Như vậy thì mình sẽ kiểm tra, mình thấy đó là trong khi t thứ y chấm khi mà khác x, tức là cứ mỗi lần đi qua một cái đứa mới theo cái chuỗi hợp nhất, kiểm tra thành phần khi của nó
có khác x không? Nếu vẫn khác x và giá trị y mà nó khác trừ 1, tức là nó có giá trị là một chuỗi hợp nhất chứ không phải là rỗng, thì mình cứ cập nhật thằng y là bằng cái nốt mình mới chạy tới. À, thằng gì đó, để làm cái gì? Để mỗi lần, ví dụ mình dừng vòng lặp này là mình tìm được một cái chỗ nào đó mà cái thằng khi này nó phù hợp để được gắn vào. À, tức là một cái vị trí nào đó. Như vậy thì mình sẽ chạy, mình đi tìm tới cái nơi cuối cùng. Hay còn gọi đó là cái bước lúc mà mình làm cái bước chạy tay, mô phỏng chạy tay á, mình nói cái thằng Z này là quá trình mình đi tìm cái đuôi của chuỗi hợp nhất. Thì thằng Z chính là địa chỉ của cái nốt đuôi giá trị hợp nhất. À, như vậy sau khi mà chốt chặn được cái việc đó là cái địa chỉ của cái nốt cuối cùng trong cái chuỗi hợp nhất nằm ở đâu là được quy định bởi cái index Z rồi. Thì lúc này mình mới coi là nếu cái thằng y của mình mà nó bằng trừ 1, thì mình sẽ thực hiện cái công việc, tại vì thằng y là mỗi lần cứ bằng thành phần là net, như vậy nó chạy tới cuối chuỗi hợp nhất thì chắc chắn đến một lúc nào đó nó bằng trừ 1. Thì mình sẽ coi là cái thằng r này của mình đó, nó có khác trừ 1 chưa. Nếu nó khác trừ 1 trong khi đầu tiên là nó bằng m trừ 1 của mình đó, nếu nó khác trừ 1 tức là nó còn nằm trong phạm vi của cái giải danh sách của mình. Mình coi coi thằng TR chấm khi này của mình có khác trừ 1 không. Nếu khác trừ 1 tức là nó đã có giá trị được chèn, thì mình cứ R trừ trừ, tức là mình co cụm lên trên. Và nếu như mà R của mình mà nhỏ hơn 10 ha, thì mình sẽ return về là gì? Trừ 1. Được chưa? Mình return về là trừ 1. Hoặc là mọi người có thể đó là gì? Cho cái thằng R này của mình nó xuất phát bằng một cái giá trị điểm nào đó nha. À, như vậy thì mọi người cũng có thể cho cái anh đó là nhỏ hơn 0 ở đây cũng được. Rồi sau đó so sánh, nếu thằng R của mình khác trừ 1 thì sẽ là T thứ C chấm net là bằng R, tức là gán cái giá trị của mình vào ngay tại cái vị trí đó. Và mình gán cho cái thằng Y của mình là bằng con R, tức là cái vị trí index mới. Rồi sau khi có được cái index mới rồi thì lúc này mình mới làm sao? Mình mới bắt đầu cho chạy cái if thứ hai, là nếu như mà ngay tại vị trí đó là chưa có thêm cái giá trị nào và thành phần khi cũng khác x thì nhét x vô tại vị trí đó là phù hợp. Như vậy đó là nguyên tắc để mình chạy tay, nó đảm bảo đúng tính chất hôm trước của mình mô phỏng, đó là nếu như mà có một cái giá trị đầu tiên đi vào tìm được index của nó, đi xét nếu như nó không phải là giá trị ngay đó thì mình kiểm tra coi tại vị trí đó có phần tử chưa. Nếu có phần tử tức là mình biết bắt đầu có sự đụng độ, thì mình tiếp theo đi tìm cái đuôi của chuỗi hợp nhất. Sau đó mình xác định R. Xác định R xong thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ tiếp tục mình thêm được cái anh đó là phần tử mà mình cần đưa vào bảng băm ngay tại vị trí của cái thằng R. Và mình phải làm gì mọi người? Mình gắn cái thành phần net đi vào của cái anh mà cuối của chuỗi hợp nhất đó, là bằng cái giá trị index của cái thằng R. À, thì đây đó là cái nguyên tắc để mình thêm một phần tử vào ở trong cái bảng băm, được chưa? Rồi, một số những phương pháp khác còn lại để người ta thực hiện cái việc mà người ta giải quyết đụng độ trong bảng băm thì có thể sử dụng như là cái phương pháp địa chỉ mở. Trong phương pháp địa chỉ mở nó có nhiều cách thức, ví dụ như là cái cách nó đi dò tuyến tính. Nó dò tuyến tính thì lúc này nó sẽ sử dụng nó là cái tính chất của một cái hash function nào đó khác. Nó cộng thêm cho một cái chỉ số y và nó mới bắt đầu nó modulo cho các anh m là số lượng phần tử của cái bảng băm, hoặc là phương pháp dò tìm bậc 2, hoặc là phương pháp băm kép. Như vậy thì nó có khá là nhiều những cái phương pháp để nó hỗ trợ cho cái vấn đề đụng độ, chứ không phải chỉ có duy nhất đó là phương pháp nối kết, được chưa? Như vậy đó là toàn bộ cái phần lý thuyết của phần chương số 4 ha, là cái chương về bảng băm, được chưa? Rồi cái phần cài đặt thì mọi người sẽ về, mọi người tập, mọi người chuẩn bị. Tính đến bây giờ cài đặt nữa thì không có đi kịp cái phần của B-tree. Mọi người khi cài đặt thì sẽ là gì? Cũng khai báo, cũng khởi tạo, đúng không? Cũng khai báo, cũng khởi tạo. Khai báo, khởi tạo xong thì bắt đầu cũng phải sao mọi người? Hàm tìm kiếm, hàm thêm. Mọi người suy nghĩ chức năng xóa để cho đảm bảo đúng tính chất mà hôm bữa mà mình đã học. Đồng thời muốn coi hết danh sách tất cả các giá trị khóa đang lưu trong bảng băm thì giống như là mình xuất cái mảng một chiều, phải không? Mình xuất cái thành phần khi của nó. Ở trong đây thì đối với lại phương pháp nối kết hợp nhất nó sẽ không có bất kỳ.
mà chuỗi học nhất của nó có thể liên hệ giữa nhiều phần tử mà chúng nó không cùng cái giá trị hash function sau khi ánh xạ nữa. Nên miễn sao đó là chúng nó hợp lại với nhau tạo thành các cái chuỗi lưu trữ trong đó mà có thể biết được và hỗ trợ cho việc tìm kiếm mình. Là chủ yếu là các cái âm này là một cái trạng thái lưu trữ để cho thực hiện cho công việc tìm kiếm nó thuận tiện và nó dễ dàng hơn. Rồi, như vậy đó là toàn bộ cái phần của chương số 4. Các bạn có gì thắc mắc không? Để vài phút cho các bạn, nếu có gì thắc mắc thì các bạn nêu. Rồi xong sau đó mình sẽ qua phần chương 5, đó là V-Tree. Rồi, có ai thắc mắc cái gì thì cứ hỏi nha, cho vài phút. Rồi sao em? Các bạn giơ tay nè. Nguyễn Phong Anh. Cái giờ em hỏi là cái R bé hơn 10 á, tại sao mình return thành trừ 1 được không? Tức là trong những trường hợp đó mọi người có thể cho nó là nhỏ hơn 0 thì return về trừ 1 cũng được. Tức là không xác định được cái thằng nào sẽ là cái vị trí cộng thêm nữa, nó nằm ngoài phạm vi rồi. Ở đó mọi người cho nó là nhỏ hơn 0, return về là trừ 1, tức là coi như không thể nào thêm, là trong trường hợp đó là đầy đó. À, đầy số lượng phần tử. Đồng chí nào giờ này mới vô vậy? Bạn Nguyễn Quang Tiến vào trễ nha, giờ này mới vô. Đâu rồi? 2 tiếng là Nguyễn Quang Tiến rồi. Trễ nha. Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm của môn các bạn cô upload hết rồi ha. Và cô gia hạn cho các bạn là tới ngày 31 tháng 8. À, cô ơi. Nãy dạ cô ơi, nói đi em. Dạ, nãy em vô chương 2 của nó kêu là tạm thời không thể làm bài này tại bạn chưa vào lúc đó, chưa có 7 giờ. Dạ. Nó bắt đầu chương 2 lúc 7 giờ. Dạ. Còn tất cả các chương xíu nữa các bạn vào vào được hết rồi. Thời gian cô gia hạn, cô kéo cho bạn đó là các bạn phải làm trước ngày 31 tháng 8. À, từ chương 2 cho đến chương số 5 là upload hết rồi nha. Làm cũng điểm đầu của mỗi chương là 5 chấm thì sẽ là đầu. Thì tức là được cộng điểm của chương đó. Còn bạn nào mà bỏ một chương thì bạn sẽ bị mất điểm toàn bộ cột chuyên cần và điểm bài tập nha. À, để cho vài phút còn gì thắc mắc nữa thì hỏi, còn không thì mình sẽ qua chương 5 là chương B-Tree nha. Đối với chương 5 B-Tree thì mình không cài đặt, mình chỉ thực hiện mô phỏng giải thuật. Rồi, được chưa? Không thấy hỏi gì hết, qua chương B-Tree nha. Người ta còn gọi là cây B đó. À, thực tế cái anh này còn có một cái sắc thái mà tạm gọi là mở rộng ra từ ẩm nữa, đó là B cộng, hay người ta còn gọi là B plus tree, ha, B cộng tree. Nó có nhiều trạng thái và dĩ nhiên nó cũng phải thỏa tính chất của cái cây trước. Tức là cũng có nấc gốc, cũng có nấc con. Nhưng vấn đề là cái hình thái lưu trữ bên trong của nó khác. Và cái anh này mà khi cài đặt đó, thì thường người ta cài đặt nó dưới dạng một cái class và có nhiều cái giá trị khóa được lưu trữ bên trong mỗi một nốt.
cho nên người ta thường ưu tiên cho cái việc cài đặt nó mang tính chất là một cái class để nó mô phỏng đúng bản chất của nó hơn. Cho nên trong cái phần chương này của mình, mình sẽ học cái cách mô phỏng chứ mình không hiện thực giải thuật đối với lại cái chương số 5 nha. Đồng nghĩa với lại việc đó là nếu mà đi thi thực hành thì chắc chắn là không có chương 5, chỉ có chương 1 cho đến chương 4 thôi, phần thực hành á. Còn cái phần mà lý thuyết thì chắc chắn là sẽ có luôn cả chương 5. Được chưa? Rồi. Như vậy mục tiêu của cái phần này là mình sẽ xác định được cái B tree của mình á, cái tính chất của nó là cái gì. Rồi cái cách để mình thêm một phần tử vào cây và cái cách xóa một phần tử ra khỏi cây. Nha. Như vậy đầu tiên á, B tree này nó thường giúp đỡ cho mình lưu trữ. Nhưng vấn đề á, là khi mà nó lưu á, nó thường là nó sẽ xử lý tốt trên tất cả các thiết bị ổ đĩa của các bạn, tức là nó hỗ trợ trên các thiết bị lưu trữ ngoài tốt hơn. Như vậy thì trong những trường hợp nào mà bạn cần xử lý để lưu trữ những cái data của các bạn mà nó nằm ở cái phần đó là gì, bộ nhớ ngoài ha, thì mang trên tính chất các cái đĩa, thì cái anh mà cái phương pháp B-tree này á, nó rất là phù hợp. Tại vì á, nó đọc tất cả các giá trị và lưu trữ dưới dạng từng block của tất cả các cái ổ đĩa của các bạn. Như vậy trên từng struct, trên từng struct có khả năng nó chia thành từng các đơn vị, đó là các block của mình. Như vậy dựa trên đó đó, thì các anh mà cái tính chất của cái bê cây này nè, nó phân chia các giá trị ha, nó phân chia các giá trị để nó tiến hành, nó hỗ trợ và nó lưu trữ được nhiều hơn. Thì thường á, các anh này anh chuyên dùng để lưu trữ index trong cái database nha. Và cái mục đích của anh để làm cái gì, đó là tăng cái hiệu năng, cái khả năng làm việc, cái hiệu năng. Thì khi mà đánh tất cả các index trong các trường dữ liệu của một cái bảng dữ liệu mà bọn mình học ở cái phần cơ sở dữ liệu về sau này đó, hay là tất cả các thông tin dữ liệu nào đều cần phải có chỉ số index. Nói nôm na đó có thể là một cái index là thông tin ví dụ như là riêng biệt, hoặc cũng có thể là index bị trùng nhau. Như vậy thì trong những trường hợp mà thông tin index nó bị riêng biệt đó, thì nó sẽ có những cái chuyện gì nó cần phải lưu trữ. Là cô nói ví dụ đi, đó là bạn lưu trữ thông tin của toàn bộ sinh viên. Như vậy thì mỗi sinh viên sẽ có một cái index luôn luôn khác nhau, đó chính là cái mã số sinh viên. Như vậy cái index đó khi mà bạn đi lưu trữ, nó trở thành nguồn cơn cho mọi vấn đề về khả năng tìm kiếm. Tại vì sao? Các thành phần đó không có trùng nhau. Cho nên nếu như mình bố trí được tốt cái cấu trúc lưu trữ về index của mã số sinh viên, thì gần như cái việc mà mình đi tìm kiếm, mình thực hiện tất cả các giải thuật sắp xếp gì đó, nó cũng gọn nhẹ và đơn giản hơn. Gọn nhẹ và đơn giản hơn. Như vậy đó, thì thường á, là người ta mới hỏi là tại sao cần phải đánh index trong tất cả các database. Thì nếu như mà bạn cần lưu trữ một cái danh sách nhiều các thành viên theo một cái tên, và bạn cần lấy ra một cái tên khi mà cần thiết á, thì gần như cái quá trình mà cái cách dễ nhất bạn làm á, là bạn lưu nó vào một cái mảng. Sau đó các cái giá trị khi mà bạn đưa vào mảng này, nó sẽ trở thành là một cái thành phần mới, một cái thành viên mới. Nhưng mà để bạn kiểm tra một cái thành viên nó có tồn tại hay không á, thì có phải là bình thường mình phải cần duyệt hết. Như vậy thì nếu như mà tìm được đúng cái đứa nào mà nằm ở đầu giải, hoặc là đi vô mới có 2-3 phần tử tìm thấy được á, thì chuyện đó thì cái độ phức tạp của bạn nó ít, và trong trường hợp cái thời gian thực thi ngắn. Nhưng mà nếu như mà lỡ trong trường hợp mà phần tử của bạn nó không có, hoặc là cái giá trị bạn cần tìm nó nằm ở cuối, thì trong những trường hợp đó bạn phải có tiêu tốn thời gian thực hiện khá là lớn. Và để tiết kiệm cái thời gian tìm kiếm này á, thì mình dùng các cái âm cái cách thức lưu trữ, đúng chưa? Như vậy thì trong cái trạng thái mà để tìm kiếm lưu trữ thì mình đã có sử dụng đến binary search, tức là tìm kiếm nhị phân mà mình đã học ở chương 2. Như vậy thì mỗi khi mà mình muốn tìm một phần tử trong mảng á, mà cái mảng đó nó đã được sắp xếp rồi, thì mình chỉ việc đó là mình ấn định vị trí chính giữa để mình biết là cái giá trị cần tìm nếu có thì nó nằm ở cái phân nửa trước hay là phân nửa sau của mảng. Đúng chưa? Như vậy đó, thì cái dạng lưu trữ kiểu này á, là cái dạng của một á, là cái nhị phân tìm kiếm. Đúng chưa? Hai á, là những cái trạng thái của dạng cây mà đáng lẽ mình á, nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu kỹ về cây đó, bạn sẽ còn tìm hiểu những khái niệm như là cây AVL, cây cân bằng. Thì cái dòng họ về B-tree này của mình á, nó cũng chính là mang tính chất y chang như vậy. Tức là cũng mang tính chất đó là cũng sẽ được sắp xếp trong các cái keys khi đưa vào, và nó có một quy luật để thuận tiện cho quá trình mà mình tìm kiếm hơn. Như vậy nói nôm na,
B-tree nó lưu trữ dữ liệu theo kiểu mỗi một nốt nó lưu trữ nó lưu trữ nhiều khóa, tức là bên trong mỗi một nốt nó lưu được nhiều giá trị. Vấn đề là nó quy định cái số lượng giá trị tối thiểu và quy định số lượng giá trị tối đa. Như vậy thì nó có nhiều cái giá trị được lưu trữ trong một cái nốt. Như vậy thì khi lưu trữ, cái điều đặc trưng của nó là nó sẽ lưu trữ giá trị tăng dần. Mỗi một nốt nó có thể chứa được liên kết tới nốt trước và nốt sau nó. À, nốt trước và nốt sau nó. Như vậy thì nó giống như phân chia tính chất của cái cây nhị phân ở trên mỗi một nốt, nhưng anh này ảnh mở rộng ra hơn là ảnh được quyền có nhiều đứa con, và do bên trong của nó có nhiều khóa cho nên mỗi một khóa nó có thể có được các đứa trước và đứa sau thông qua bằng tính chất của con trỏ. Như vậy khi đó chúng nó sẽ lưu trữ với nhau, được chưa? Và cái lưu trữ index bằng B-tree nó tăng cái khả năng mà bạn truy vấn dữ liệu, tại vì cái quá trình mà bạn storage theo cơ chế của engineer đó thì không phải duyệt toàn bộ các bản tìm kiếm, mà nó chỉ đi từ cái nốt gốc. Nốt gốc nó sẽ cho mình biết cái trỏ, cái con trỏ nào chạy tới cái nốt con gần nhất, cái khóa nào nằm trong nốt con đó. Nó tìm kiếm trong một cái phạm vi giới hạn như vậy thì nó sẽ tìm nhanh hơn ha, nó dễ dàng nó tìm, nói nôm na là như vậy. Và cái cách khi nó hoạt động trong một cái database đó, thì database của bạn thì nó sẽ có nhiều dòng. Ví dụ như là của nó một cái database đơn giản là lưu trữ thông tin của sinh viên. Như vậy thì bạn thấy đó là cái database của bạn, giống như bạn học năm lớp 12 mà bạn học về Access đó, để lưu trữ thông tin một cái table, một cái bảng đó, thì nó có thể là nó sẽ chứa nhiều trường dữ liệu, phải không? Nhiều field, ví dụ field thứ nhất là số sinh viên, field thứ hai họ tên, field thứ ba ngày tháng năm sinh, field thứ tư điểm trung bình chẳng hạn. Như vậy thì anh đó được gọi là bốn cái trường dữ liệu. Như vậy thì nếu như mà bốn trường dữ liệu nó trắng ra, nó giống như tên của bốn cái cột gì đó, rồi trong đó khi bạn nhập dữ liệu thì cô giả sử cô nhập thông tin vào của cả lớp mình, giả sử có 60 bạn sinh viên đi, thì có phải là 60 bạn này khi lưu trữ thông tin vào các bạn đó nó tồn tại dưới dạng là 60 dòng, thì 60 dòng ở trong một cái database người ta được gọi là 60 cái record. Cái record hay tiếng Việt của mình dịch ra là bản ghi đó, bản ghi. Như vậy thì khi mà nó tiến hành nó lưu trữ đối với thông tin của nhiều đối tượng như vậy, thì cái cấu trúc này của cái anh B-tree nó không phải nó chỉ lưu có mỗi cái anh đó là cái index, đó là cái số thứ tự thứ mấy, mà nó lưu cả cái giá trị liên kết tới cái index đó. Như vậy từng cái giá trị khi liên kết tới từng cái dòng record ở bên trong các dữ liệu thực tế đó, thì cái cặp đôi mà key value này nó còn được gọi là payload. Payload, khi mọi người tìm hiểu sâu về cái phần này thì mình sẽ hình dung nó dễ hơn. Và đó là cơ chế hoạt động của các cái anh trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ví dụ như là Access, ví dụ như là MySQL, hoặc là những cái hệ quản trị khác. Thậm chí đó là dĩ nhiên đó là những cái anh như là hệ quản trị cơ sở dữ liệu không cấu trúc như là MongoDB, mà bây giờ mọi người có thể đó là nghe râm ran về những cái người người ta làm database đó, hoặc là những cái anh chị các bạn nói, thì những cái anh đó nó cũng hỗ trợ một phần trên tính chất lưu trữ. Và nếu cài đặt theo cái việc này thì cái tốc độ dò tìm của nó khá là nhanh để mọi người create table hay là create những cái procedure hay là cái view. Thì đó là cái tính chất của anh này. Rồi, tính chất đặc biệt khác khi mà quy định làm việc với BK, tức là B-tree đó, thì trong cái anh cây B này nó sẽ có nhiều nốt. Đặc trưng là mỗi một nốt nó có thể chứa được N khóa. Có thể chứa được N khóa. Như vậy thì các khóa này nó được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Và khi nó có N khóa thì mỗi một nốt nó sẽ có N cộng một con trỏ trỏ tới các nốt con. Như vậy cô nói ví dụ như là mỗi một nốt trong cái cây này, nó cái nốt thứ nhất nó đang có là ba cái giá trị khóa đã được lưu trữ, thì coi như nó sẽ có được bốn con trỏ để trỏ được đến bốn đứa con. Hay như vậy nó có bao nhiêu nốt thì nó sẽ có được N, với N là số nốt, số khóa ở bên trong. Nó có bao nhiêu khóa thì nó sẽ có N cộng 1 cái giá trị là nốt con. Và cái tính chất của cái nốt lá đó, thì nó sẽ không có nốt con, và chúng nó có cùng mức với nhau ở mức độ truy cập. Như vậy một cái ví dụ như cái hình phía dưới đó là tiến hành của một cái cây TK. Ví dụ như cái nốt gốc đầu tiên nó có hai khóa là 22 với lại 32. Như vậy thì nó có hai khóa thì nó sẽ có ba con trỏ để trỏ tới ba đứa con,
Tại vì mỗi con trỏ sẽ trỏ tới lưu trữ địa chỉ của một đứa con. Như vậy thì cái đứa con đầu tiên của nó là có 4 cái khóa, thì chắc chắn nó có thể chứa được tối đa là 5 nấc con, mà mỗi nốt của nó lại có nhiều khóa. Được chưa? Đó là tính chất của cái cây, về cây. Nhưng mà nếu nói như vậy thì nó khá là mông lung, cho nên trong những trường hợp quy định, người ta thường quy định theo cái kiểu là cây đó sẽ là cây bật máy, và cây đó sẽ là cây bật máy. Tại vì dựa vào cái bật mình sẽ có được số lượng số khóa tối thiểu ở trong mỗi một cái nốt của cái cây đó. À, về cái tính chất của cái anh B cây này như sau. Nếu cô giả sử cái cây B cây này nó là bậc T, như vậy T của mình á, nó sẽ lớn hơn bằng 2. À, giả sử như vậy đi. Như vậy là cái bậc của cái cây B cây này của mình là từ 2 trở lên, thì mỗi một nốt ngoại trừ nốt gốc ra, nó sẽ có tối thiểu là T khóa. À, nó sẽ có tối thiểu là T khóa, và nó sẽ có tối thiểu là T con. Tức là có ít nhất, ví dụ như nếu cây bậc 2 thì trừ cái nốt gốc ra, tất cả các nốt còn lại trong mỗi một nốt lưu trữ tối đa, à xin lỗi, tối thiểu 2 giá trị, và cái nốt đó sẽ có ít nhất là 2 nốt con. À, sẽ có ít nhất là 2 đứa con. Mỗi một cái nốt mà nó có chứa tối đa như vậy đó, thì tối thiểu là đã là T thì coi như tối đa sẽ là gấp đôi. Tức là ví dụ như cây bậc 2 thì ít nhất là chứa 2 khóa và tối đa là chứa 4 khóa. Do nó chứa 4 khóa hay nói nôm na là 2T khóa, cho nên nó sẽ có tổng cộng là 2T cộng 1 con trỏ dùng để trỏ tới cái nốt con. Như vậy tức là tối đa nó sẽ có được là 2T cộng 1 con. Phải chưa? Và mỗi một nốt nó được gọi là đầy khi nó đã vượt quá được cái khả năng lưu trữ tối đa. Tức là ví dụ như là bậc 2 thì là coi như là mỗi một nốt bên trong lưu 4 giá trị là coi như là nó đầy. Thêm nữa là coi như nó bị vi phạm tính chất lưu trữ thì nó phải xử lý bằng kiểu của cái sự vi phạm. À, như vậy cô nói ví dụ cái cây bê tree đơn giản nhất nó có bậc T bằng 2, thì số nốt ở bên trong nó có thể lưu trữ là nó nhiêu các bạn? Có thể có ít nhất là nhiêu? Mỗi nó có thể chứa được đó là nếu như là nốt gốc nó có thể là có chứa một cái khóa, một khóa thì nó có thể có 2 con, đúng không? Như vậy thì nếu như mà nó phát biểu một câu đầy đủ đó, là mỗi một nốt trong cây B tree này nó có thể nó có 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 con nếu bạn đang xét luôn cả nốt gốc. Còn nếu như bạn tính luôn bỏ cái nốt gốc ra một bên thì mỗi một cái nốt còn lại ở trong cái anh này thì nó sẽ có thể có được là như, có thể nó không được, không có con tại vì nó là nốt lá ha, nó là nốt lá. À, nhưng mà chắc chắn á, nó sẽ có được là 2, 3, 4 hoặc 5 con đối với những nốt ở bên trong. Được chưa? Rồi để cho mọi người vài phút mọi người nhìn nhận là cái tính chất của anh bê cây, rồi sau đó mình sẽ vào các cái công việc đó là mình thêm một nốt vào, thêm một khóa vào chứ không phải là một nốt, tại vì một nốt nó có thể chứa được nhiều khóa nha. Rồi làm sao để mình xóa nó ra? À, để cho vài phút. À, có gì thắc mắc không? Rồi, không có gì thắc mắc thì nhớ tính chất giùm nha. À, một cái cây bậc T tối thiểu là T khóa, tối đa là 2T khóa.
Còn do nó như vậy cho nên mỗi một nốt đó, nó có bao nhiêu cái giá trị khóa bên trong thì nó sẽ có cái số lượng khóa đó cộng 1 con trỏ để có thể trỏ được tới số lượng tối đa nốt con nha. Còn dĩ nhiên đó là mỗi một anh này thì có thể là anh chỉ có một con hoặc là anh có sao hai con hoặc ba con hoặc bốn con hoặc năm con nếu như bậc của nó đang là hai là cái bậc đơn giản nhất. Rồi bây giờ khi mà tiến hành thêm một phần tử vào trong cây thì cô giả sử là cái khóa x đi nha, thì mình sẽ trải qua hai bước. Cái chữ này nó là cái chữ x nha các bạn. Như vậy thì muốn thêm một giá trị x vào cây thì người ta gọi x là một khóa. Như vậy thì đầu tiên là mình thêm cái con x này vào cái nốt lá phù hợp đối với lại cái giá trị của nó đang nằm ở cái nốt lá nào, tại vì mỗi một nốt đó, nó chứa được nhiều khóa và các giá trị mà khóa trong đó nó có thứ tự tăng dần. Nếu như khi thêm vào nó vẫn thỏa số lượng về số lượng khóa tối thiểu và tối đa ở trong một cái nốt thì nó vẫn cứ bình thường, nhưng nếu nó bị vi phạm thì á, người ta gọi trường hợp đó là chỉ có nút đầy rồi mà bây giờ thêm vào nữa thì là bị vi phạm, thì tính chất của nó là nó sẽ tách cái nốt lá ra làm đôi và cái phần tử nằm ở giữa đó sau khi mình đã sắp xếp rồi nó sẽ lên ở vị trí đó là nốt cha của hai nốt mới vừa được tách ra. Rồi cô nói ví dụ đi, đây là tất cả các trạng thái mà mình thêm vào trong bề cây nè. Giả sử mình quy định cái cây của mình bây giờ sẽ là bậc t bằng 2, t bằng 2, mình sẽ thêm tương tự các cái dãy sau đây. Đầu tiên 22 rồi tới 42, 12, 32, 17. Mình sẽ vẽ cái lượt trạng thái như thế này nha. Tức là khi cô vẽ thì để mô phỏng trên slide cho nó nhanh thì cô vẽ một cái lượt trạng thái như thế này. Rồi những cái anh nào mà có biến đổi đó, như vậy mình thêm toàn bộ tất cả các khóa này vào. Đầu tiên cái cây chưa có gì hết. Thì tức là coi như 22 mới thêm là trở thành nó là nốt gốc. Phải chưa? Nốt gốc của mình 22 mới vô. Sau đó thêm 42. 42 mới vô nữa đó. Thì coi như nó là sắp xếp tăng dần là 22 với 42, tụi nó đang chung một nốt nha. 22 với 42, sau đó lại thêm 12 là 12, 22, 42. Lúc này số khóa trong nốt này chỉ mới là 3. Trong khi anh này đang là cây bậc T là bậc 2. Như vậy thì tối thiểu là 2 và tối đa là 4. Đúng chưa? Như vậy thì bây giờ mới thêm 12 là số khóa mới là 3 thôi. Tiếp tục thêm 32 thì sẽ là 12, 22, 32 và 42. Như vậy bây giờ sau cái bước thêm 32 thì cái giá trị của cái nốt này đã đầy. Được chưa? Tiếp tục bây giờ bạn thêm 17. Đây là cây trạng thái trước đó. Bây giờ thêm 17 vô thì có phải là bạn sắp ra là 12, 17, 22, 32 và 42. Tuy nhiên nếu bạn thêm vào thì có phải cái nốt này của bạn nó có 5 khóa. Đúng không? Nó có 5 khóa. Mà cây này đang là cây T bằng 2, bậc 2 thì tối đa chỉ có 2 T tức là 4 khóa mà thôi. Bây giờ là 5, như vậy nó bị vi phạm. Thì bây giờ nó sẽ tách cái dãy nếu như bạn thêm vào được ra làm đôi. Và cái giá trị ở chính giữa, tức là nếu bạn thêm 17 vào thì cái dãy của bạn sẽ đi thêm là 12, 17, 22, 32 và 42. Thì bạn tách đôi nó ra. Bạn lấy cái đứa chính giữa lên thành nốt cha. Như vậy thì có phải 22 sẽ được trở thành nốt cha và nó sẽ có hai cái nốt con, đó là 12, 17, nốt con thứ hai là 32 và 42. Tức là bắt buộc phải cấp phát thêm một trang mới. Được chưa? Như vậy thì cái quá trình này sẽ làm sao? Thêm vào đó, tách nốt ra. Và lúc này anh này có hai đứa con. Như vậy khi nó lưu trữ thông tin hai đứa con nó mới nói là nó có hai con trỏ đó. Được chưa bạn? Như vậy đó là tính chất sau khi thêm 17. Rồi có ai thắc mắc về cái bước này không? Rồi để cho một vài phút nhìn lại. Còn ví dụ như nó cô nói nó bậc T của mình là bằng 3 thì tối đa là nó tới 6 khóa lần, phải không? Cũng khi nào mà bị vi phạm bị đầy rồi mà thêm nữa thì cứ phải tách đôi ra, lấy cái đứa chính giữa lên thành giá trị nốt cha.
Rồi, để chờ tiếp nha. Bây giờ thêm tiếp là 37. Nếu thêm 37 vào thì mọi người sẽ thấy nó thêm ở đâu? 37 thì nó sẽ tìm ở cái nhánh phù hợp với giá trị của nó. Tại vì anh này cũng mang tính chất đó là gì? Sắp xếp dựa trên phân nửa chính giữa. Tức là cái anh nấc giữa nó sẽ là cái giá trị để quyết định cái phạm vi của cái chuỗi, những đứa nào nhỏ hơn và những đứa nào lớn hơn. Như vậy 37 thì nó vô đây. Khi nó vô đây thì nó sẽ là 32, 37, 42 thì nó chỉ mới là ba khóa, như vậy vẫn còn đủ đúng không? Như vậy thêm đó anh này 9 thì cũng thêm vào đây. Tiếp tục tới 28 thì cũng thêm được vào đây. Đúng chưa? 20 thì cũng thêm được vào đây. Nhưng nếu thêm 24, 24 thì nó thêm ở cái nhánh bên tay phải. Mà nếu thêm 24 vào là ba khóa. Đúng không? Mà nếu ba khóa thì sao? Vượt. Nha, ba khóa thì vượt. Cho nên lúc này bắt buộc sẽ phải tách đôi, vi phạm rồi, tại vì nó vượt quá khả năng lưu trữ tối đa thì nó tách. Nó tách như vậy thì khi nó sắp xếp như vậy thì 32 lên thành nấc cha, và cái nấc cha của nó là đâu? Là cái vị trí nấc 22. Như vậy thì 32 sẽ lên chung với lại 22. Tại vì nó không cần tách nấc mới, do cái nấc cha ở trên đây mới có một khóa chưa có bị đầy. Nó sẽ đưa giá trị 32 lên nấc cha chung với lại cái anh 22 ở trên, tại vì nấc cha ở trên bây giờ còn trống. Như vậy khi nó lên trên như vậy thì cái giá trị 24 với 28 được tách ra thành một nốt, 37 với lại 42 tách ra thành một nốt. Như vậy thì những đứa này sẽ lần lượt tạo thành con. Như vậy cái anh 24 với lại 28 nó sẽ là con chính giữa của 22 và 32, và 37 42 nó sẽ là con nằm bên phải của 32. Mỗi một cái đường khi mà người ta quy định con trỏ trỏ tới cái nốt phía dưới như thế này, người ta đã thể hiện cho cái việc là nếu như là nằm ở bên trái là những giá trị nhỏ hơn giá trị của cái nấc gốc. Ở chính giữa như thế này thì tức là đang nằm giữa 22 với lại 32, là lưu trữ toàn bộ những giá trị lớn hơn 22 nhưng mà nhỏ hơn 32 nha. Và bên phải 32 là những giá trị lớn hơn 32. Như vậy đây là kết quả của cái việc thêm giá trị 24 vào cây. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Rồi, ổn rồi phải không? Tiếp nha. Bây giờ mình tiếp tục mình thêm 7. Nếu mình thêm 7 vào thì là 7 thêm đâu? Thêm đây nè. Đúng chưa? Đúng vị trí của nó là thêm một cái nhánh bên tay trái của 22. Là đi vào cái nốt này. Mà cái nốt này bây giờ người ta đang có là 4 khóa. À, người ta đang có 4 khóa. Như vậy thì bây giờ nếu mà nó vô đây là nó bị đầy. Đầy thì coi như nó tách lên. Thì thằng 12 sẽ lên. Thì 12 sẽ lên nấc cha. Nấc cha trên bây giờ mới có hai khóa à, chưa có bị đầy. Cho nên là chỉ việc nó lên bình thường đúng không? Như vậy đưa lên trên thì coi như được tách ra thành hai nấc con phía dưới là 7 với 9 là bên trái 12. Và 17 với 20 thì bên phải cũng 12, và chắc chắn là nó là những giá trị nhỏ hơn 22. Giá trị trùng nhau ở trong đây thì sẽ không thêm. Được chưa? Trùng nhau sẽ không thêm. Như vậy thì bạn thấy đó là tính chất của mỗi một cái anh cấu trúc dữ liệu mà để bạn liên kết đó, hoặc là bạn lưu trữ đó, thì bạn thấy chúng nó lưu trữ theo cái hình thái khác nhau. Như vậy nếu như các index không trùng nhau thì người ta dùng BK ha. À, người ta cũng có thể sử dụng cây nhị phân tìm kiếm để lưu trữ. Còn nếu như các giá trị khóa có khả năng trùng nhau, có khả năng trùng nhau thì người ta có thể lưu trữ theo kiểu phương pháp gì đó ha, hợp nhất phương pháp bảng bông mà theo hình thái đó là nối kết trực tiếp. Chứ còn hợp nhất đó thì là coi như là nó trùng là cũng không có lưu được luôn. Như vậy thì bạn dựa trên cái việc tính chất của nó để ví dụ như người ta hỏi bạn đó là
Bây giờ người ta muốn lưu trữ thông tin của các cái quyển sách. Bạn biết rằng mỗi quyển sách nó có một cái mã số sách khác nhau và phục vụ cho cái công việc tìm kiếm nó thuận tiện, tại vì mã số sách nó luôn luôn tăng dần. Thì bạn thấy là bạn có thể lựa chọn cấu trúc lưu trữ nào để bạn lưu trữ, và bạn hãy diễn tả cái cách thức để tiến hành lưu trữ cái trạng thái bằng cái cấu trúc mà bạn lựa chọn. Như vậy thì bạn phải là người, tức là người ta đặt tình huống ra, nhà người ta đặt tình huống ra, bạn phải là người lựa chọn cái cấu trúc và bạn mô phỏng lại. Ví dụ bạn nói là bây giờ bạn sẽ lưu bằng kiểu của cây nhị phân tìm kiếm, mỗi một giá trị mã số sách đó, nó sẽ trở thành nó là một cái khóa khi mà đưa vào trong cây nhị phân tìm kiếm, và nó sẽ có được thứ tự tuân thủ theo cây nhị phân tìm kiếm. Như vậy mỗi một lần tìm thì chỉ việc đó là biết được cái mã số và dò được đúng cái vị trí của cái nốt chứa cái mã số của cái quyển sách đó là bạn có thể lưu trữ được. Được chưa? Như vậy thì báo trước ha, là trong đề thi cuối kỳ sẽ luôn luôn có những câu hỏi tình huống như vậy. Được chưa? Sẽ có những câu hỏi tình huống, tức là ngoài cái việc là yêu cầu các bạn hiểu cái giải thuật, các bạn còn phải hiểu là trong thực tế khi nào các bạn vận dụng kiểu dữ liệu nào là phù hợp, và nếu như bạn dùng kiểu dữ liệu đó thì bạn mới mô tả sơ về cái cách thức lưu trữ và cách tổ chức để có thể sử dụng được anh nó một cách hoàn chỉnh. Cho nên đó là nguyên nhân tại sao cứ yêu cầu và cô cứ hỏi, các bạn hỏi vặn tới vặn lui, nhưng mà các bạn học cứ ở cái tinh thần đó là cứ ngồi nghe cho có rồi không chịu suy nghĩ nha. Cho nên bắt buộc bây giờ học cái môn này thì mình phải suy nghĩ, tại vì nó hỗ trợ cho mình công việc lưu trữ mà. Và những công việc lưu trữ này nó cực kỳ quan trọng trong cái việc mà làm việc với máy tính nha. Rồi bây giờ thêm 7 xong là coi như kết quả, sau khi mình thêm 7 lại cây ở phía dưới. Tiếp tục bây giờ mình thêm 44. Thì bạn thấy thêm 44 là nó vô cái nhánh bên phải, là em ru phải không? Tại vì nó chưa có vượt quá mà. Rồi 15, 15 thì nó sẽ vào, đó là cái nhánh này, cũng em ru. 48 cũng sẽ vào đây, đúng không? 29 sẽ vào đây. Rồi tiếp tục nhiêu? 10, 10 sẽ qua bên đây. 34, 34 vào bên tay phải, thì lúc này mới có sự đụng độ, có cái phạm ở đây này, vi phạm về cái tính chất của BK thì mới có chuyện. Như vậy đầu tiên thêm 44, đúng không? Thêm 44 nè. 44 qua bên đây, đúng không? Rồi 15, 15 qua bên đây. 48, 48 thì qua bên đây. 29 thì qua bên cái anh vị trí nốt này. 10 thì vào bên đây, tức là bốn đứa đầu tiên, năm đứa đầu tiên thì thêm vào nhẹ nhàng, tại vì chưa có vi phạm tính chất. Nhưng bây giờ nếu thêm 34 thì 34 nó rơi vào cái nốt ở bên phải đó. À, cái nốt bên phải là 37, 42, 48. À, xin lỗi, 44 rồi 48. Tức là nếu thêm 34 vào thì cái giải của mình sẽ là 34, 37, 42, 44 và 48. Như vậy nó bị vi phạm tính chất, thì nó tách cái nốt ra thành làm đôi, và cái đứa giá trị khóa chính giữa lên cho cái nốt cha. Nốt cha bây giờ ở trên đang có mới có 3 khóa, cho nên tách lên một cách bình thường, tại vì nó chưa có bị vi phạm. Như vậy tách xong thì có phải là như vậy chưa? Vẽ cái nhánh truyền xuống cho nó đúng ha. Rồi tách xong là 42 lên trên, bên dưới tách thành hai nốt con, 34, 37 và 44, 48. Bây giờ tiếp tục mình lại thêm nốt 40. Được chưa? Thêm 40 thì 40 nó sẽ vào ngay tại vị trí nào mọi người? Cái nốt vị trí thứ tư tính từ trái sang. Và nó có mới có thêm 40 là mới có 3 khóa rồi. 26 thì vô đây, 47 thì vô đây. Được chưa? Như vậy là coi như tới bước này thì thêm bình thường. Nhưng bây giờ nếu thêm 27 nữa thì là có chuyện. 27 vô đây thì sẽ là 24, 26, 27, 28 và 29. Như vậy là nó vượt quá 4. Như vậy nó tách làm đôi, thì 27 sẽ lên nốt cha. Nhưng mà khi 27 mà lên nốt cha thì cái nốt cha ở phía trên á, nó đã có 4 khóa, thêm vô nữa là nó cũng bị vi phạm, thì lại tiếp tục tách nốt nữa. Được chưa? Như vậy nếu mà 27 lên trên thì có phải là 12, 22, 27, 32 và 42. Tách làm đôi thì 27 sẽ lên thành nốt cha ở cái mức cao nhất. Được chưa? Rồi như vậy 27 lên trên cùng, bên dưới tách đôi ra thành hai nốt con, 12, 22, 32, 34, và bên dưới bố trí lại cấu trúc nốt cho phù hợp. Rồi có ai thắc mắc gì cái việc này không? Đây là quy trình của nguyên một cái giải khi thêm vào. Dĩ nhiên cứ thêm nữa thì cứ tuân thủ đúng tính chất đó ha. Còn nếu ví dụ người ta cho cái số lượng đó là bậc T bằng 3,
cây b cây nhưng mà bậc t bằng 3 thì mỗi một nốt nó được lưu tối đa đó là nhiêu, là 6 khóa nè, tức là hai hai t mà thì sẽ là 6 khóa, thì khi nào mà xuất hiện tới 7 khóa thì mới bắt đầu tắt nốt. Rồi đó là quá trình thêm. Rồi có gì thắc mắc không? Cô ơi, cho em hỏi xíu là khi mình làm bài này là mình chỉ cần vẽ hình thôi hay là mình có cần viết lời ra giống những lần trước không? Rồi nếu như người ta yêu cầu đó là hãy vẽ tuần tự, mô phỏng lại cái quá trình thêm, thì mọi người sẽ có thể đó là vẽ hình. Còn nếu người ta nói đó là yêu cầu hãy giải thích cụ thể thì bắt buộc đó là tại mỗi bước phải nêu rõ ra đó là nó thêm thì nó thêm vào tại nốt nào và có xảy ra vi phạm hay không, thì khi vi phạm xử lý như thế nào. Rồi được chưa? Còn ai thắc mắc cái gì không? Rồi bây giờ cho làm để thể hiện cái quá trình thêm trước ha, rồi hãy quan tâm tới quá trình xóa sau. Rồi, này. Bây giờ bài số 1 mô tả quá trình thêm các nốt sau và vào một cái cây đó là B cây cấp 2 tức là T bằng 2. Và đây là một loạt tất cả các giá trị khi mà thêm nè. Được chưa? 10 nha. 10. Rồi 20. À, rồi 60, 45, 5, 70, 15. Tiếp tục tới cái giải cái sau. Được chưa? Rồi đây là cái giải cần thêm. Rồi mọi người cũng trình bày dùm cô ra file Word. Được chưa? Mọi người vẽ một cái cấu trúc của các cái nốt. Hoặc là mọi người trình bày dạng pen. Nhưng mà trình bày từng bước. Để giờ trình bày từng bước vẽ được cái cây này ra trước đã. Rồi bây giờ cho thời gian thực hiện 8 giờ 23, coi như 8 giờ 25 đi. Cái quá trình này vẽ nó sẽ hơi lâu đó. Và mọi người mô phỏng nó lại thành từng lời giống như cô nói, tức là khi nào thêm nốt vào thì thêm ở đâu, và khi nào xảy ra vi phạm thì xử lý vi phạm như thế nào. Cho 20 phút làm đi ha. 25 thì coi như tới 8 giờ 45 nha. Trong thời gian này cô sẽ share cái màn hình PowerPoint. Rồi tới 8 giờ 45 nha. Giờ này mới có đồng chí xin vô. Đặng Quang Tuấn và Nguyễn Văn Minh. Đặng Quang Tuấn học hành giờ này mới vô. Đâu rồi Đặng Quang Tuấn? Đó, ngày nào cũng đi trễ hết trơn. Nguyễn Văn Minh. Trời ơi. Rồi, bây giờ cô share màn hình PowerPoint thôi nha, các bạn làm bài. Cái này cấp 2 nha, tức là tối đa là bao nhiêu mọi người? Tối đa mỗi một nốt nó lưu được 4 khóa. À, rồi 20 phút tới 8 giờ 45.
Rồi, kịp chưa? Hay là cần xin thêm thời gian vài phút? À, xin thêm vài phút nữa cô. Rồi, À, cô cái này là cô cái này là mình chỉ làm cái dải màu vàng vàng cô thôi cô. không em làm hết em. Thì đấy làm hết rồi em đang nhìn lại thấy bôi vàng vàng em mới xóa Ừ, lại đúng. À, em tưởng bôi vàng vàng là không có làm cái khúc đấy chứ. trời lại cô vàng muốn xem cô lại bôi vàng vàng Lúc nãy con nói em hết nguyên giải mà. em đứng lại lấy em làm gần hết giải rồi cái em nhìn lại thấy bôi vàng vàng em xóa mất cái giải đó làm lại luôn cái bôi vàng vàng Câu nào cô yêu cầu là câu màu vàng là làm đâu. sao cái con này lại có bôi vàng vàng không. Rồi các bạn cho các bạn thêm vài phút nữa nha, tới 8:50. Cô cho em hỏi là tại sao 45 nó lặp lại hai lần? Thì 45 lặp lại 2 lần thì lần nào nếu không thêm được thì các bạn sẽ phải để trạng thái thế nào? Vậy Và các bạn câu trả lời các bạn là gì? Cái đâu có gì đâu.
Rồi được chưa? Sửa nha. Rồi random hôm nay là lớp mình là sĩ số là 61. Rồi số 39. 39 là bạn Nguyễn Thị Ngọc Nhi. Rồi bạn Dạ Nhi cô ơi, em làm chưa hết cô ơi? em làm được tới bao nhiêu quá thì em cứ show lên kết quả để đó. Phóng to lên em. Dạ đầu tiên là em thêm 4 nó 10, 20, 45, 60. Tiếp theo là thêm 5 thì quá quá nó tối đa nên là cho em bị đầy thì em đẩy 20 lên làm nốt gốc và chia ra làm 2. Tiếp theo nữa là thêm 70, 15, 25 và 50. Cái màn hình của quạt của bạn nó nhỏ xíu vậy. Bự hơn chưa cô? Rồi. Thì thêm 70 thì trang bị đầy. Khoan khoan khoan. Cái gì mà mới đây mà thêm 70 mà trang bị đầy? Thêm 70 vô đâu mà trang bị đầy cô nữa? Cái cây mới như vậy mà thêm 70 thì là vô 45, 60, 70 thôi chứ mắc mới gì thêm 70 vô bị đầy em. Mỗi một khóa lúc này cây bật T bằng 2. Thì bây giờ cái anh mà để thêm vào đúng vị trí 70 là cái vị trí cái nốt 45, 60 thì nó mới có hai khóa thôi, mà bây giờ thêm 70 thì mới là ba khóa làm sao mà đẩy. Đây là khi nó đã chứa 4 khóa và bạn thêm nữa. Đây là đang cây T bậc 2 mà sai chân rồi. Rồi sai một nốt là đi luôn hết toàn bộ phần còn lại rồi. Trời đất ơi, tắt gì kỳ cục vậy. Khi nào vượt quá số nốt thì mới tắt nốt, chứ bây giờ nó mới có hai nốt thêm một nhầm mới có hai khóa thôi, thêm một khóa nó vô mới ba khóa thôi mà có đầy đâu mà tắt. Rồi xe rồi. Rồi thôi được rồi, cảm ơn bạn. Bạn khác coi. Số 59. 59 là ai? 59 là thôi rồi, Nguyễn Phú Tuấn. Là có cô ơi. Em mới thêm thêm tới 4, tới 80 cô. Rồi thêm được tới nhiêu thì cứ show lên đi. Dạ. Đây đây con này. Con đang học. Rồi phóng to to cái màn hình lên xíu em. Dạ. Đây. Được Rồi. chưa cô? Rồi, đâu kéo từ từ. Em thêm 10, 20, 60, 45 như bình thường cô, tại vì nó không có đầy, cũng không có vi phạm. Rồi. Rồi xem thêm 05 thì thêm số 5 thì nó sẽ bị quá tải. Em sẽ chia nhánh và đưa nốt đất giữa lên làm cha. Rồi. 10 đưa nốt 20 lên. Dạ. Sau đó là em sẽ thêm 4 nốt tiếp theo là 70, 15, 25, 50 là theo bình thường. Rồi. Bởi vì nó không vi phạm. Ừ. Dạ, em thêm tiếp theo là nốt 40 đã vi phạm. Nên em đẩy nó nốt giữa lên làm nốt cha, tắt nhánh.
Khoan, bây giờ thêm tiếp là 40 thì là thêm ở bên mắt phải thì Mắt là phải. đánh 50 lên. Rồi. Rồi tiếp. Rồi. Tiếp theo là em sẽ thêm ba nốt tiếp theo là 35, 90 và 80. Thì bình thường nha. 35, 90, 80 bình thường đúng không? Dạ. Tới tới hôm nay thì chưa thì vẽ vẽ sáp vẽ bằng cái sáp nó lâu quá rồi. Rồi ok. Rồi tới đây thì là đúng. Dạ. Rồi, các bạn nào làm đủ full hết các nốt chưa? Các bạn nào xung phong sổ hết các nốt của cây cuối chưa? Hay là cần bây giờ cô cho các bạn giải lao để các bạn bổ sung thêm các nốt còn lại? Dạ, giải lao để bổ sung nó còn lại cô. Rồi, ok. Như vậy thì bây giờ cho giải lao luôn, các bạn bổ sung thêm cái cây còn lại để các bạn coi các bạn có bị gì thắc mắc hay không. Cô cho sao? Em hỏi cái cô. Sao? Nếu như mà thêm trùng nhau nó có thêm được không cô? Trùng nhau không thêm được. B-tree không chấp nhận khóa thêm trùng nhau. Dạ. Hồi nãy cô nói từ đầu lúc cô giảng rồi đó, cho nên bắt buộc đó là các bạn phải nhớ tính chất của mỗi một âm. Ví dụ người ta đặt tình huống, người ta nói là lưu trong trường hợp đó là cần lưu index, các index không trùng nhau, bạn có thể sử dụng những loại cấu trúc dữ liệu gì để lưu. Thì các bạn hãy nhớ được là ở hash table B-tree trong tất cả các danh sách liên kết, rồi cai nhị phần tìm kiếm bạn thấy các anh nào hỗ trợ lưu được việc đó thì các bạn lựa chọn nha. Rồi bây giờ cho giải lao 8:57 coi như 9 giờ đi ha, giải lao tới 9:20, sau đó mình bắt đầu lại để mình sửa full cái cây này sau khi thêm, rồi mình nói qua tới thao tác xóa. Rồi cô ơi, cô show lại cái màn hình PowerPoint được không? Nãy em chưa xem xong. Trên cái slide có mà em, slide cô gửi cho LMS có mà. Sao gửi cho nó tài liệu không bao giờ chịu đọc hết trơn vậy? Cứ đợi học xong rồi mới coi, vậy là biết đó là ở nhà không bao giờ coi slide luôn. Slide này up hết cho LMS nha các bạn nha. Rồi tới 9:20 nha lớp.
Rồi tiếp tục nha các bạn. Rồi random để coi các bạn show full cái phần đáp án bài của mình ha. Random nha. Số 58. 58 là ai? Nguyễn Anh Tuấn. Rồi bạn Nguyễn Anh Tuấn. Dạ có cô ơi. Rồi bạn show cái bài của bạn đi. Dạ thưa cô, là đầu tiên là em thêm 10, 20, 60, 45 bình thường. Rồi sau đó là em thêm 5 thì phạm. Thì nốt 20 được đẩy lên, tách hai nốt này ra. Rồi sau đó em thêm nốt 70, 15, 25 một cách bình thường. Rồi sau đó em thêm nốt 50 thì ở vị trí này thì phạm. Rồi sau đó nốt 50 được đẩy lên trên, sau đó tách hai nốt, tách hai phần này ra. Tiếp sau đó thì em thêm nốt 40, 35, 90, 80 một cách bình thường. Rồi sau đó thêm nốt 45 thì trùng, không thể thêm được. Rồi thêm nốt 55 thì bị phạm. Thêm nốt 55 ở ngay vị trí này. Sau đó thì nốt 70 ở giữa, nốt 70 được đẩy lên, tách hai phần này ra. Tiếp sau đó thì em thêm nốt 65, 95, 85, nốt số 6 một cách bình thường. Rồi em thêm nốt 46 thì bị phạm. Thêm nốt 46 ở vị trí này. Thì nốt 40 ở giữa nốt 40 được đẩy lên trên. Rồi tách hai phần này ra. Em thêm nốt 69 một cách bình thường. Rồi thêm nốt 54 thì bị phạm. Nốt 54 thì thêm ở ngay vị trí này thì nốt 60 được đẩy lên thì phần này bị phạm. Nốt 50 ở giữa nốt 50 được đẩy lên thì tách hai phần này ra ở dưới, sắp xếp hợp lý. Rồi cuối cùng là em sẽ thêm nốt 32 một cách bình thường ở ngay vị trí này. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi. Rồi các bạn nào có đáp án khác hay là có thắc mắc gì không? Rồi, có ai có đáp án khác không? Không có là đáp án giống bạn mình rồi phải không? Rồi, cảm ơn bạn. Các bạn nào thắc mắc gì quá trình thêm này không? Rồi, đầy đủ đúng không? Vô cầu.
Tuy nhiên đó là chưa có lý giải ra đầy đủ hết nha bạn. Đi thi mà người ta yêu cầu lý giải từng bước thì bạn phải lý giải lại từng bước. Rồi được chưa? Các bạn còn gì thắc mắc ở cái việc thêm phần tử này không? Bây giờ giả sử như nếu là thêm một cái cấp 3 thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Nếu mà thêm vào cấp 3 thì nên nhớ là số nốt tối đa có thể số khóa tối đa trong một nốt có thể chứa là 2T, tức là 2 nhân 3 tức là 6 giá trị. Thì khi đó khi nào mà bắt đầu nó đang là đầy rồi, tức là đủ 6 giá trị nhưng mà giá trị thứ 7 thêm vào thì mới bắt đầu tách nốt. Mới bắt đầu tách nốt. Còn cái anh mà mô phỏng thì từng cái tính năng mô phỏng của mình đó thì mọi người có thể tuần tự lại từng bước, tuy nhiên đó, tới cái bước mà xóa đó thì nó sẽ cần quan tâm tới cái vấn đề là nếu như mà thêm thì cần biết là số khóa tối đa trên một nốt là bao nhiêu để tách nốt. Thì đối với xóa thì cái quá trình mà số nốt tối thiểu, số khóa tối thiểu trên một nốt nó sẽ là cái điều kiện để giúp cái cây BK này nó cân bằng lại. À, như vậy thì khi xóa thì quan tâm đến số giá trị khóa tối thiểu. Tại vì khi tiến hành xóa là cái cây của bạn nó vốn nó đang cân bằng. À, nó vốn nó đang giữ được đúng trạng thái của nó. Bây giờ bạn xóa một nốt thì chắc chắn nó sẽ có cái sự gọi là khập khiễng trong trên về số lượng nốt. Nhà như vậy hai cái anh đó là cái điều kiện để cho mình tạm gọi là mình dùng để mình xúc tác giữa đôi bên. Được chưa? Rồi bây giờ tiến hành đi vào cái giai đoạn đó là mình đi xóa. À, mình đi xóa. Rồi mình giả sử là hồi nãy á, sau khi mình thêm xong thì mình đã có được cái cây như vậy rồi. À, mình đã có được cái cây như vậy. Thì cái cây này á nó đang có 27, 12, 22 và tất cả các nốt còn. Được chưa? À, mặc dù là cây này là trạng thái cuối để cho bạn xóa nhưng trên thực tế thì cái nốt gốc này của bạn nè nó đang có vấn đề là tại vì nó chỉ lưu trữ có một khóa thôi. Được chưa? Nó đang lưu trữ chỉ có một khóa. À, tuy nhiên mọi người nhớ lại một xíu cái tính chất của cái anh BK, à, cái anh tính chất của anh BK đó là gì? Ngoại trừ nốt gốc ra thì tất cả các nốt kia nó mới tối thiểu là T khóa và tối thiểu là T còn. Được chưa? Tức là cái nốt gốc được phép ít hơn hai khóa trong trường hợp cây này đang là bậc hai, nhưng mà nốt gốc được quyền đó là một khóa nha. Và nốt gốc cũng được quyền là không có đứa con nào nếu như cái cây đó của bạn chỉ có một khóa mới vào. Để cho cái đó là cái tính chất của anh này. Như vậy bây giờ mình đi mình xóa lần lượt tất cả các cái giá trị khóa này. À, đầu tiên là mình sẽ xóa giá trị 27. Như vậy khi tiến hành xóa 27 đó thì mọi người sẽ quan tâm nè. Mình sẽ đi tìm cái giá trị cái nốt thế mạng. Và cái nốt thế mạng này á mình sẽ tìm ở cái nhánh còn ở bên tay trái. Được chưa? Nhánh mà thế để cho tạm gọi là ổn nhất cho vị trí thế mạng của nó đó là vị trí cực phải của tay trái. Tức là giá trị gần nó nhất, đúng không? Giá trị gần nó nhất nó sẽ được đem lên để thay thế. Khi đó đó thì nếu mà mình đem 26 lên thì mình thấy đó là mình đưa 26 lên thì cái nốt 24 với 26 từ hai khóa nó chỉ còn có một khóa thôi. Như vậy thì nó rơi vào trạng thái là vi phạm và không có thỏa được tính chất của BK. Cho nên mình sẽ mượn trạng thái là một cái giá trị khóa mình đẩy lên thằng cha và mình sẽ lấy cái giá trị 22 của thằng cha xuống để cho cái nốt là 24, 26 bây giờ nó chỉ còn 24 thì cái thằng 22 đi xuống nữa nó sẽ đủ được tính chất. Như vậy nó sẽ nhìn vào những cái nốt ở kế bên nó thì gần với lại cái anh 22 nhất để đem 22 xuống đó, đó chính là 15, 17 và 20. Được chưa? Như vậy nó sẽ nhờ vào giá trị của cái anh khóa kia nó sẽ đem con 20 lên, cũng là cực trái gần nó nhất. Được chưa? Xin lỗi, cực phải bên nhánh trái của cái thằng 22. Đây. Lấy 26 đem lên thì 26 sẽ lên đây. Thấy mạng. Đúng chưa? Thì khi 26 lên là 24 này nó còn mình nó. Mình sẽ lấy thằng cha này mình đem xuống. Khi lấy thằng cha này đem xuống thì cái anh trên đây anh bị vi phạm. Cho nên á là sẽ dùng cái anh con bên cực trái mà nhánh trái nhưng mà sát bên phải gần với giá trị 22 nhất để đem nó đem lên trên. Như vậy khi đem nó lên trên thì cái anh dưới là 15, 17 vẫn còn phù hợp. Cho nên nó là không có bị vi phạm. Chứ nếu như mà đem lên trên mà anh này vẫn bị vi phạm thì tiếp tục lấy giá trị của nốt này đưa lên. Còn nếu trong trường hợp lại lấy giá trị nốt đưa lên mà không được nữa thì bắt buộc mình phải làm sao? Tiến hành gộp nốt. À, tiến hành gộp.
Như vậy thì anh này bây giờ là coi như 26 đem lên, 22 đem xuống, 20 đem lên. Là kết quả trạng thái sau khi xóa nốt 27. Được chưa? Rồi tiếp tục tới xóa 47. Xóa 47 thì mọi người thấy nó làm giờ xóa 47 thì xóa bình thường, tại vì nó không có bị vi phạm gì cả. Như vậy xóa 47 xong thì chỉ việc là cái nốt ở bên đây nó mất một khóa thôi. Tiếp tục tới 26. Được chưa? Bây giờ xóa 26. Xóa 26 thì mọi người sẽ thấy cái cây nằm bên tay trái của nó, lấy cái nhánh cực phải đem lên. Như vậy là mình sẽ lấy 24 lên thay thế. Và lấy 24 lên thay thế thì cái thằng này bị vi phạm, đúng không? Nó chỉ còn một khóa, thì bắt buộc phải lấy cha đem xuống. Mà lấy cha đem xuống thì lúc này, trong trường hợp này, lấy cha đem xuống thì cái nốt cha sẽ bị vi phạm. Cho nên phải lấy bên cái anh 15, 17, lấy một cái nốt cực phải đem lên. Nhưng mà nếu đem lên nữa thì 15 lại bị vi phạm. Như vậy trong trường hợp này, khi mà nó vi phạm liên tục hai nhánh kế bên của giá trị nốt cha mà nó cần đem đi lưu trữ, thì lúc này á mình sẽ thấy là mình hoàn toàn mình có thể tiến hành sáp nhập lại. Mình sáp nhập nốt lại. Như vậy khi sáp nhập nốt lại thì lúc này á cái âm 20 mà đem xuống này, thì nếu mà 17 mà mọi người đem lên trên thì mọi người hoàn toàn có thể gộp những cái giá trị nốt ở phía dưới lên lại với nhau, tức là gộp như vậy. Tại vì nếu như mà gộp lên á thì có phải là trong trường hợp này nè, 24 là đem lên rồi phải không, là mất 24 rồi. Như vậy là mình sẽ có là như 12, 20, 32 với lại 24 là ở cái giá trị cái nốt tạm gọi là nốt con trực tiếp, là nốt con trực tiếp của cái thằng cha là 24 ở phía trên. Đúng chưa? Như vậy thì trong trường hợp đó khi mà thực hiện cái công việc á là mình gộp như vậy thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Ở dưới nó còn là 12, 20, 32, 42, nhưng cái thằng 20 á nó lại có các đứa con là 15, 17 và 22. Đúng chưa? Như vậy nếu mà mình nhập lại là 15, 17 với lại 20 với 22 thành một nốt á thì cũng được, tại vì lúc này nếu mà mình đưa 20 xuống á, mình đưa 17 lên thì lại bị vi phạm. Ha. Như vậy thì nếu mà trong trường hợp mình gộp thằng 20 đi xuống dưới thì thằng 12 lại vi phạm. Cho nên khi đó, khi mà mình gộp kiểu đó thì mình sẽ gộp luôn, thẳng luôn. Là nếu mà cái đứa con ở phía dưới mà bị vi phạm thì cứ gộp luôn cả thằng cha phía trên xuống. Như vậy thì sẽ là 12 nè. Cái thằng cha ở trên bây giờ còn là 24. Rồi mình gộp chung với lại 32 và 42. Thì lúc đó thằng 17, 15, 17, 20 và 22 trở thành một con. Thì bạn thấy là coi như bây giờ nó bớt đi một mức, đúng không? Nó bớt đi một mức là coi như chỉ còn có hai mức thôi. Mức đầu tiên á, là coi như cái nốt cha của mình sẽ còn là 12, 26, 32 với lại 42. Như vậy nó có 4 khóa thì nó có được 5 con. Như vậy 5 con thì có phù hợp không? Con thứ nhất, con thứ hai là sẽ là 15, 17, 20, 22. Con thứ ba, 28, 29. Con thứ tư và con thứ năm. Như vậy rõ ràng phù hợp với tính chất của cây. Như vậy trong trường hợp này nó sẽ gộp là như vậy. Được chưa? Như vậy trong trường hợp nếu như mà cái giá trị nốt thế mạng sau khi đem lên trên nó khiến cho nốt cha của nó khiến cho bản thân nó bị mất cân bằng trước thì nó sẽ lấy một giá trị của nốt cha đem xuống. Nếu trong trường hợp nốt cha đem xuống mà nốt cha bị mất cân bằng thì lại tiếp tục đi tìm phần tử ở lần tiếp theo bên nhánh cực phải của nhánh trái. Nếu như đem anh đó lên mà lại tiếp tục sao mất cân bằng tiếp theo thì trong trường hợp này nó sẽ ưu tiên cho công việc là nó sẽ gợp nó. Nó sẽ gợp nó. Và tính chất gợp nốt của nó là nó xem xét cái số lượng của những đứa nào nằm ở ngang cái mức với nó rồi có xóa được hay không. Nếu như xóa được thì sẽ tiến hành gợp luôn. Để chờ sẽ tiến hành gợp luôn. Và khi gộp thì dĩ nhiên đó là phải đảm bảo đúng tính chất là không được vượt quá số nốt tối đa. Được chưa? Như vậy đó là quy trình của cái việc xóa nốt 26. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Rồi, được chưa? Tiếp nha.
Bây giờ xóa tới 40, xóa 40 thì xóa bình thường phải không? Nó nằm trong cái thành phần ở bên trong, và khi xóa xong thì cái node nó cũng không có bị mất cái trạng thái là tối thiểu. Cho nên là cứ xóa 40 bình thường. Rồi. Để xóa xong tiếp tục xóa tới 34. Xóa 34 thì có chuyện, tại vì khi xóa 34 xong á thì cái thằng 37 nó bị mất cân bằng. Đúng chưa? Nó bị mất tính chất của tối thiểu. Như vậy khi xóa 34 thì sao? 34, 37 xóa xong chỉ còn có 37. Như vậy thì nhiệm vụ của mình á là mình sẽ gộp. Mình sẽ gộp cái đứa gần nhất với nó. À, xóa nó thì bây giờ nó không có con mà. Để cho nó không có con. Tại 34 này là coi như không thể nào lấy đứa nào ở dưới mà thế mạng lên cho nó hết á. Mà vẫn phải đảm bảo trong trường hợp này của mình á là bậc của mình á là bậc 2, đúng chưa? Như vậy trong trường hợp này chỉ có cách duy nhất là sao? Tìm cách mình gộp. Thì khi gộp sẽ gộp với lại cái đứa ở gần nó nhất sao cho phù hợp để thành một trang. Nhưng mà nếu gộp 37 với 44, 48 là thành một trang á thì cái anh 42 này nằm ở đâu? Thì nó sẽ đem cái thằng nốt gốc này đi xuống luôn. À, một khóa trên mất gốc đi xuống. Như vậy thì khi đó sẽ gộp lại là 37, 42, 44 và 48. Thì nó mới thỏa tính chất. Và nếu như mình đem 42 xuống thì cây trên của mình đang có 3 khóa. 3 khóa thì tối đa là được nhiêu? Số lượng khóa nhiều thì số lượng con trỏ nó sẽ là số lượng khóa đó cộng 1, đúng không? Như vậy thì nếu gộp anh kia lại thì coi như là mình còn 1, 2, 3, 4 con. Và ở trên thì cái nốt da trên nó đang có 3 khóa, như vậy là nó phù hợp. Như vậy trong trường hợp đó xóa 34 thì mình sẽ gộp chung, ha, mình gộp chung 37 với lại cái giá trị của cái nốt sau và mình lấy cái nốt da đi xuống. À, đó là tính chất của việc xóa 34 là rơi vào trường hợp xóa một cái khóa ở nốt lá. Rồi có ai thắc mắc gì không? Rồi tiếp nha. Bây giờ tiếp tục là đây là cái cây kết quả sau khi xóa 34. Bây giờ mình xóa 10. Xóa 10 thì xóa bình thường phải không? Tại vì xóa xong thì 7 tới 9 là vẫn còn 2 khóa trong cái nốt đó, cho nên bình thường. À. Rồi tiếp tục xóa 29. Xóa 29 thì lúc này lại có chuyện. Phải chưa? Xóa 29 thì lúc này cái trang 28, 29 chỉ còn mỗi 28 vi phạm. Như vậy nếu trong trường hợp mà vi phạm này thì mình tính chất của mình là mình muốn gộp, đúng không? Tức là mình sẽ gộp 28 vào trong cái cây bên tay phải. Nhưng mà khi gộp đồng nghĩa với lại việc là phải đem một cái thằng nút gốc xuống. Nhưng mà khi mà nó gộp vào bên phải thì nó không gộp được. Tại vì nó rơi vào trường hợp là nó bị đầy, đúng không? Không gộp được. Cho nên đã không gộp thì 32 sẽ không đem xuống được. Như vậy trong trường hợp mà nó không gộp được như vậy thì nó sẽ mượn qua. Và nó mượn giá trị nào? Nó mượn cái trang 37 qua. Nhưng mà nó mượn 37 qua thì nó vi phạm tính chất là giá trị của bên nhánh trái phải nhỏ hơn 32. Cho nên trong trường hợp này, khi nó mượn 37 qua thì 37 sẽ lên cha và 32 sẽ xuống vị trí của 29. Để cho nếu nó gộp được, á không vi phạm thì nó gộp. Và khi nó gộp thì phải xem xét lấy một khóa của thằng cha đem xuống để gộp chung. Nhưng nếu nó gộp không được hoặc khi nó gộp mà thằng cha đi xuống nữa lại bị đầy thì nó sẽ mượn. Nó mượn cái đứa gần nhất đem qua. À, nó mượn đứa gần nhất đem qua. Và khi nó mượn đứa gần nhất đem qua thì làm ơn nhớ là cái thằng khóa cha phía trên nó giá trị của nó làm sao, để giống như là sao đội ngược hai đứa này lại với nhau, đúng không? 737 lên trên, 32 tụt xuống. Đó là nguyên tắc của anh này. Và như vậy xóa, mọi người thấy nãy giờ mình có xóa gốc. Xóa gốc thì bắt buộc là mình phải đi tìm cái đứa nào ở phạm vi nào, đúng không? Ở phạm vi nào mình tìm cái cây bên trái, đi tìm cực phải đem lên. Trong quá trình đem lên thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng bởi các cái giá trị là gì, cái nốt lá ở phía dưới, số khóa nó như thế nào,
nếu như số khóa nó thiếu, lấy thằng gốc cha, thằng cha trực tiếp của nó đem một đứa xuống. Trong trường hợp đem xuống không được thì lại tiếp tục lấy cái đứa ở kế bên gặp vô, đúng không? Và nếu gặp nhóm vô không được nữa thì toàn bộ tất cả nước cha gặp lại. Đó là tính chất của anh này. Còn nếu xóa lá thì cứ xem xét xóa lá có cân bằng hay không. Nếu xóa lá xong vẫn còn thỏa được tính chất thì không có gì phải bàn. Nếu xóa xong mà bị vi phạm thì xem xét với cái nốt ở bên phải gần nhất gộp được hay không. Khi gộp thì nốt khóa cha phải đem xuống. Trong trường hợp không gộp được thì phải mượn. À, đó là tính chất của các cái việc mà xóa. Rồi có ai thắc mắc gì cái việc tới xóa cái chị 29 này không? Rồi được chưa? Tiếp nha. Tiếp, bây giờ coi như xóa 29 xong là vậy phải chưa? Đó, 37 lên, 32 xuống. Tiếp, xóa 48. Xóa 48 thì nó nằm vào nốt lá và xóa xong thì vẫn còn đảm bảo tính chất, không có gì. Vậy xóa xong thì bình thường chỉ mất 48 thôi. 15, 15 cũng xóa bình thường, đúng không? Rồi, 44. 44 rơi vào trường hợp xóa lá. Xóa lá trong trường hợp này, bên phải không còn ai hết. Phải chưa? 42 còn mỗi mình nó là mất cân bằng. Đem 37 xuống á, thì cái thằng cha ở phía trên á, nó chỉ còn có 12, 24 mà nó có tới 4 đứa con là không được. Nó chỉ còn tối đa 3 đứa con thôi. Cho nên trong trường hợp này bắt buộc làm sao? Nếu xóa 44 phải gộp trang bên phải lại, tức là gộp 28, 32 với lại 42. Đúng chưa? Đó, vậy khi đó gộp thì bắt buộc nếu mà gộp 28, 32, 42 thì sẽ gộp chung với lại 37 phải xuống. Tại vì nếu không thì cái thằng cha phía trên á, nó có những đứa này mà nằm ở bên phải hoặc là nhánh bên trái thế này thì nó đang không thỏa tính chất. Như vậy là phải đưa ảnh xuống luôn. Mà nếu đưa ảnh xuống luôn thì coi như là chỉ còn dưới là 3 nốt con, phía trên là cái nốt cha đang có 2 khóa thì phù hợp. Được chưa? Như vậy tức là trường hợp rơi vào cái việc xóa lá, bên phải không còn ai hết, thì suy nghĩ tới cái việc là gộp với lại cái thằng nốt trái. À, gộp nốt trái thì làm ơn vẫn phải giữ đúng tính chất của cái việc đó là gì? Số khóa tối thiểu và tối đa trong một nốt cộng với là cái việc mỗi một nốt nó sẽ có được bao nhiêu đứa con phía dưới. Đó là xóa 44. Rồi, được chưa? Tiếp nha, bây giờ xóa tiếp tới 7. Xóa 7 là mất cân bằng phải không? Số 7 là mất cân bằng. Như vậy bắt buộc là phải gộp 9, 9 gộp vô 17, 20, 22. Mà nếu 9 gộp vô á thì 12 là phải xuống. Mà 12 xuống thì cái thằng nốt gốc ở phía trên còn mỗi thằng 24, phải không? Như vậy thì làm sao mọi người? Mình sẽ tìm cách mình cân bằng nó bằng cách mình thấy bên kia mình đưa 17 lên trên. Như vậy thì mình, nếu mình đưa 17 lên thì giống như tính chất là gì? Đang xóa bên tay trái nhìn bên tay phải. Nếu nhắm là gộp xuống và cái nốt bên trên, nốt cha của nó đang bị thiếu khóa thì sao? Đẩy cái giá trị của cực trái lên trên, gom xuống. À, còn dĩ nhiên trừ khi chừng nào mà không còn nốt nữa thì sẽ chấp nhận là nốt root của mình á, sẽ là nốt bậc 1. Tại vì khi xóa, xóa nốt gốc của mình sẽ là chứa một khóa. À, tức là trong trường hợp là mình xóa tới khi nào mà số nốt trong đây nó không còn đủ để đảm bảo nữa thì nó phải chấp nhận cái trạng thái là cái nốt root của bạn á, được quyền là chỉ có một khóa mà. Nhưng nếu nó còn có thể, nó cân bằng được cái trạng thái thì nó sẽ cân bằng. Nào, đó là xóa cái thằng số 7. Tiếp tục xóa 24. Xóa 24 thì bây giờ nó rơi vào cái anh này thì mọi người thấy là nó xóa làm sao. Nếu xóa 24 thì mình sẽ đem cái cây con bên trái của nó. Cực phải cây con bên trái là 22. Mình đem 22 lên thay thế. Khi đó cái thằng 20 chỉ còn mỗi mình đó. Cho nên là vi phạm. Như vậy trong trường hợp đó 22 đã lên trên là 17, 22 ở trên rồi. Thì mình tiến hành sao? Mình có thể đem cái giá trị khóa 22 đó. Nó trả lại cái giá trị cho cái trang 20, mang 28 lên. Tức là rơi vào trường hợp này á, thì nếu mà mọi người mà đi xóa 24, mọi người đem 22 lên,
thì lúc này rõ ràng là nếu mà nó gộp á, là nó sẽ gộp kiểu gì? Nó gộp là 9, 12, 17 với lại 20, đúng không? Thì nó mới phù hợp. Như vậy thì trong trường hợp này nó cha nó còn là một cái giá trị khóa là 22. Tuy nhiên nó rõ ràng là số nốt vẫn còn đủ để nó có thể cân bằng. Cho nên á, nó sẽ trả cái thằng 22, nó lấy cái thằng nó là gì? Cực trái của nhánh phải là cái thằng 28 nó đem lên để nó thế mạng. Nha. Như vậy trong trường hợp này thì kết quả nó sẽ là như vậy. Được chưa? Tức là nó nhóm nó còn cân bằng được thì nó sẽ tìm cách nó cân bằng. Rồi, có ai thắc mắc gì bước này không? Được chưa? Rồi, bây giờ xóa 20. Xóa 20 thì giờ sao? Mình sẽ phải mượn bên phải đúng không? Mình mang tính chất là mình sẽ gộp với bên phải. Tại vì xóa 20 xong thì cái nốt 22 nó bị vi phạm. Nó gộp với phải thì có phải là nó sẽ phải gộp chung với lại thằng 28 xuống. Và khi 28 xuống thì là 22, 28, 32, 37, 42. Thì cái thằng 32 được đẩy lên trên nốt trà để mang tính chất đúng cân bằng. Như vậy xóa cái thằng 20 thì đây là cái kết quả. Được chưa? Tức là hễ còn được trạng thái cân bằng là nó tìm mọi cách để cân bằng. Rồi tiếp tục. Bây giờ xóa 28. Xóa 28 xong thì 22 mất cân bằng. Đúng không? Thì làm sao? Gộp với là nhánh phải. Mà gộp với nhánh phải thì sẽ là 22, 32, 37 và 42. Đúng chưa? Rồi, ảnh đâu vi phạm đâu. Cho nên trong trường hợp này không thể nào cân bằng cho cái thằng nốt cha có hai khóa được nữa. Rồi tiếp. Giờ tiếp xóa 9. Xóa 9 xong thì sao? Thì cái thằng bên trái mất cân bằng. Cho nên trong trường hợp này nó sẽ sao mọi người? Nó sẽ gộp, đúng không? Hoặc là nó sẽ mượn, nó mượn bên cái thằng bên tay phải á, một nốt qua. Như vậy nếu mà nó mượn một nốt qua là 22 thì thằng 17 thằng cha phải đi xuống để thỏa tính chất thằng 22 đi lên. Được chưa? Tiếp tục xóa 37, 37 thì xóa bình thường. Tới 17. 17 thì sao? 17 thì lúc này sẽ phải mượn thằng cha đúng không? Mượn thằng bên phải chứ, mà mượn thằng bên phải thì là 12, 22, 32 nên làm cha, bên phải còn 42 là coi như vi phạm. Như vậy trong trường hợp này, kết quả của nó khi vi phạm thì nó phải gộp nốt. Như vậy là 12, 22, 32 và 42, đây là kết quả sau khi xóa 17. Dĩ nhiên bây giờ còn xóa từng nốt nữa thì chỉ việc xóa từ từ thôi, phải chưa? Như vậy đó là tổng kết của cái quá trình mà mình xóa. Rồi, có ai thắc mắc gì quy trình xóa không? Rồi cho vài phút có ai thắc mắc gì quy trình xóa thì hỏi. Rồi đây là cái cây trạng thái hồi nãy của cái bài tập mà mình đã thêm, đúng chưa? Rồi bây giờ dựa trên cái cây này, mọi người tiến hành, mọi người xóa, được chưa? Mọi người tiến hành xóa. Yêu cầu là xóa các khóa theo thứ tự ngược vào theo trình tự mà hồi nãy anh nào mà thêm vào cuối thì bây giờ xóa trước. Tức là bây giờ nguyên cái giải này, bây giờ sẽ đầu tiên xóa 32, rồi xóa 54, rồi xóa 69, là cứ tuần tự đi ngược về. Được chưa? Vậy mọi người lấy cái kết quả lúc nãy bắt đầu mọi người xóa.
Rồi bây giờ không có gì thắc mắc đúng không? Thì cho làm nha. Rồi bây giờ là 9 giờ 51, coi như 9 giờ 55 đi. Cho xóa 20 phút thì tới 9 giờ 15. À xin lỗi, 10 giờ 15 nha, 10 giờ 15 sửa bài. Mình xóa tới cái máy con. Xóa theo trình tự ngược lại, tức là xóa tới cuối luôn bạn. Tức là hồi nãy thứ tự mình thêm sao thì bây giờ mình xóa ngược lại. Và xóa tới khi nào cây này không còn nốt nào thì thôi. Không còn cái khóa nào thì thôi.
Bạn Thiên tắt mic đen. Có cần thêm thời gian không các bạn? Rồi, có thôi. Rồi, cho thêm 10 phút nữa ha, tại số lượng nốt xóa khá là nhiều. Rồi, 10 phút nữa.
Rồi có ai xung phong xô kết quả không? À, không ai xung phong hết hả? Kêu nha. Rồi random. Số 4. Số 4 là bạn đâu rồi? Phạm Hùng Dũng. Dạ có. Rồi, em xóa đến 50 đúng không? Thì xóa tới nhiêu thì show lên đến nhiêu. Dạ cô để em tính. Đây cô. Dâm lên em, có thấy gì đâu. Em mới đầu là em, cái đây là bảng của em cô. Tờ đầu tiên, khoan từ từ cho là kết quả của bạn là có phải giống là kết quả bạn hồi nãy không? Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ là đầu tiên là xóa. Dạ, số 32 ạ. Xóa nốt 32 thì đâu đầu tiên xóa người chứ xin lỗi xóa ngược đúng không, xin lỗi xóa dạ. 32 dạ xóa 32 thì xóa như bình thường cô nên là bạn em sẽ ở đây rồi. Tiếp theo là xóa lên 54 ạ. 54 là xóa xóa hạ nốt này thì cái bên phải của cái này thì còn có một nốt không thỏa yêu cầu cô. Thì em mượn qua đây, em mượn cô bên phải, mà bên phải, nếu mà mượn bên phải thì cũng còn một nốt, thì cũng sai điều kiện luôn. Nên em mượn cái nốt cha xuống. À, nếu mà mượn nốt cha xuống thì trên này cũng... Nó còn nữa mà em. Dạ. Phải của sau, em mượn của 65, 69 qua đúng không? Dạ. Thì nó đang không cân bằng, thì em mượn tiếp tục bên phải nữa qua được mà. Em, bên này thì nó... bên à, phải 80 dạ thì vậy của vậy là nếu mà 80 em tưởng là 80 thì nó nếu em không có mượn 80 em nghĩ là nếu mà mượn bên phải không được thì em sẽ bỏ nốt cha xuống là em gộp bốn cái nốt này lại với nhau cô, rồi 20 40 50 với 70 lại với nhau. Nó chỉ tiến hành nó gộp cha khi lúc nào các con phía dưới của nó không còn phù hợp nữa. À, không đủ khả năng thì nó mới đầu nó đụng tới nó cha. À, còn quá trình này của mình thì là quá trình xóa và bên cạnh phải nó vẫn còn. Cho nên trong trường hợp mà bên phải nó vẫn còn thì nó cứ tiếp tục nó mượn tiếp để nó xử lý ở con. Chừng nào mà xử lý ở con không ổn thì mới bắt đầu gộp thì đường cha xuống. Nó này bị sai rồi. Dạ. Nếu mà để im màn hình nha. À, nếu như mà bây giờ nó lấy 80 qua thì mọi người coi nó lấy 80 qua được không? Nó lấy 80 thì chắc chắn là 70 xuống. Đúng không? 80 lên. Là cái nốt ở phía trên là 60 70 thì bây giờ nó thành đó là 60 8. 70 80. À, từ từ. 60 50, 55 phải qua đây cô. Từ từ. Đang nói từ từ cho bạn mình nó hình dung chứ. Đầu tiên á đang là 54 xóa thì bên trái á là nó còn 55. Chính giữa là nó còn 65 với 69. Rồi nó tra phía trên là 60 với 70. Thì bây giờ chắc chắn để cho cân bằng á, thì thằng 60 phải xuống với thằng 55. Rồi như vậy thì 65 với 69 á, nó sẽ nằm ở đâu? Thì bây giờ mọi người thấy nếu như mà đem con 80 mà đem lên, đúng không? Đem 80 lên thì bắt buộc là thằng 65 phải lên trên. Đúng chưa? 65 phải lên trên, 60 xuống thì nó mới cân bằng. Như vậy thì các anh 65, 69 đó, nó chỉ còn mỗi 69 thì 70 sẽ xuống.
Như vậy thì coi như cái nốt giao bây giờ nó sẽ còn là gì? À. Còn nhiêu? Dạ. Nốt giao bây giờ sẽ là nhiêu? Dạ, 65 với 69. 65 với lại 60 65 60 65 60. Ừ, 65 với lại 80. Đúng rồi. Thì cái nốt con thứ nhất bên trái sẽ là 55 60. Nốt con chính giữa sẽ là nhiêu? 69 70 với lại 70. Rồi bên phải bên đây là còn 85 90 95. Rồi vẽ vẽ lại giùm cô cái giá trị đó đi, anh cho các bạn nó theo luôn. Các bạn nên nhớ là xá nó cứ lấy cạnh phải, nếu nó xử lý được ở con, nãy giờ mọi người thấy nó xử lý được ở con là nó xử lý con, trừ khi chừng nào mà con nó không còn khả năng xử lý nữa nó mới bắt đầu nó đi gợt. Nhưng dĩ nhiên là cái B-tree này á, mỗi một người khi mà cài đặt phương pháp á, nếu mà họ cài đặt tốt á, họ đề quy tốt thì họ sẽ có thể họ qua được cái cây bên nhánh phải. Nhưng có người là họ xử lý theo kiểu bạn mình đó, là chỉ có xử lý cái thằng nốt con gần nhất thôi, chứ không có xử lý cái phải mà của bên toàn bộ nhánh phải. Tuy nhiên trong cái cách đó thì dẫn đến một cái việc đó là cái cây của các bạn nó bị xáo trộn nốt cốt rất là nhiều lần và nó ảnh hưởng tới cái bậc và cái mức. Cho nên thường người ta vẫn ưu tiên là nếu con mà xử lý được là người ta để dành cho xử lý con hết. Rồi bên đây sẽ là 55 60. Dạ. Đây là 55. Ở dưới 55. Ừ. 60. 60. Rồi ở trên nó sẽ là 65 với lại 80. Rồi ở dưới chính giữa sẽ là 69 70. Rồi bên kia là còn lại là như đó 85 rồi 90 95 gì đó. Rồi, được chưa? 8 85 90 95. Rồi, bây giờ tiếp tục là mình xóa nhiêu mọi người? Dạ, thì mình cần xóa là bao nhiêu? 69 đúng không? Rồi, bây giờ xóa tới 69. À, xóa 69 thì... Cả lớp phụ nhau làm luôn đi cho nó xong. Bây giờ xóa 69 nè. Rồi. Mình nãy nó bị nhầm một nốt rồi. Rồi, em nếu em nói được thì em cứ nói đi. Dạ, dạ mình... mà 69 thì mình xóa 69 thì bên này sẽ còn một nốt sẽ phạm quy tắc nên em sẽ mượn qua thì em sẽ kéo nốt ra xuống thì sẽ là 70 80 85 sẽ lên đây. Là anh còn 90 95. Dạ rồi em xóa trực tiếp của trên cái cây này luôn đi, khỏi phải vẽ ra mới. Các bạn về nhà các bạn coi video thì các bạn coi lại được từng tiến trình ha. Bạn mình nó không nó vẽ nữa ra nó thứ nhất là tội, nó thứ hai là tốn thời gian. Rồi đây là 85. Đó là 85. Rồi 70 với 80 phải không? Dạ. Rồi tiếp tục là mình xóa 46. Dạ. 46 đang là ở đâu? Bên này à? Bên đó, rồi. Dạ, mình là xóa 46. Thì mượn trái, đúng không? À, xóa 46 thì mượn trái như là... mượn 15 lên. À, vậy là em sẽ để 40 xuống đây, 45 qua đây, 15 em sẽ để lên đây. Đó cũng là một cách. Còn hoặc là bạn thấy như trong bài á, thì người ta chỉ mượn ở một cấp duy nhất thôi. Người ta mượn một cấp duy nhất.
Giống như nó nằm ở cái slide mà để xóa trái đâu rồi. Hồi nãy mình có một cái slide mà để xóa trái đó, là một cái thao tác để xóa trái. Mọi người thấy là lúc đó nó sẽ gộp, nhưng mà nó mượn cái cây con bên trái lên, mà cây con bên trái cũng không đủ luôn, cho nên là mới có động nó mới gộp, nó tra. Để cô coi là nó nằm ở cái slide thứ mấy trong cái slide phía trên của mình. Nó giống như trạng thái gần gần giống với lại cái việc đó là xóa cái nốt 26 ở cái slide thứ 23 nha, ở slide thứ 23. Tuy nhiên cái này là 26 là nốt gốc, còn bây giờ mình là mình xóa cái nốt lá ở phía dưới thì nó cứ mang chất là nó cứ mượn cạnh trái liên tục. Thì ở đây thì bây giờ nếu mà gốc thì mình tính khác, tại vì khi mà gốc là mình đưa cái đứa cực phải của nhánh trái đi lên. Bây giờ cũng khá tương tự, khi mình xóa 46 thì bây giờ mọi người thấy là mình sẽ phải mượn, đúng không? Thì mình mượn nữa, mình mượn là mình đẩy thằng 40 xuống, mình đưa 35 lên á, thì là thằng 25 bị phạm. Như vậy trong trường hợp đó thì sao? Nếu như mà ai mà cài đặt theo cái kiểu là khóa nó có đổi trên mỗi nốt thì kệ nó thì cũng được, thì lúc đó người ta có lấy 15 á, người ta đưa lên để người ta đưa 40 xuống. Còn tùy nha, có phương pháp người ta sẽ vẫn tìm mọi cách giữ khóa được nhiều nhất có thể, thì người ta sẽ gọt khóa. Tức là gộp cái âm đó là nhiêu, 40 bao nhiêu đó, phía trước là nhiêu, còn trước con số 40 là nhiêu? Dạ 40 là 20 à? 20, tức là người ta sẽ gộp thằng 20 rồi chung với lại cái thằng là gì, 50 rồi 65 rồi 85 gì đó. Và ở dưới á, hai cái thằng con ở phía dưới của thằng 20 với 40 là 25, 35 với lại 45 sẽ thành một đứa con. Được chưa? Như vậy tức là tùy bạn ha, tùy cái ý tưởng mà khi cài đặt. Cho nên đó là nếu mà khi mọi người trình bày thì mọi người phải thống nhất cái cách trình bày của mọi người nếu như có xóa. Tức là mọi người đã chấp nhận là mọi người ưu tiên khóa, không đổi, hay là mọi người muốn ở trạng thái cân bằng. Thì tùy, được chưa? Tức là nếu như mà làm cái kiểu hồi nãy bên phải của mình đã ưu tiên là mình ưu tiên cân bằng. Còn khóa mình được quyền mình đổi, miễn sao thằng con còn xử lý được thì mình hạn chế là mình sẽ hoán đổi các cái trường hợp là mình gộp khóa ở trên. Còn trong một cái nốt con, việc hoán đổi khóa qua lại qua nốt khóa thứ nhất, khóa thứ hai thì mình cho phép hết, thì là mình đang ưu tiên các giá trị cân bằng. Như vậy thì hồi nãy mình đang ưu tiên phải, tức là mình cứ ưu tiên khi nào nó còn cân bằng con là cứ cân bằng, thì mình sẽ ưu tiên bên trái này luôn. Như vậy nếu mà mình làm theo kiểu của mình thì cái thằng 15 của mình sẽ làm sao? Sẽ dịch chuyển, đúng không? Rồi, như vậy vẽ lại giùm cô trạng thái cái cây. Thì lúc này là 46 mất, thì 40 sẽ phải xuống nè, đúng chưa? 40 xuống thì cái bên đây phải làm sao? Phải tiếp tục mượn, tại vì 20 sẽ xuống, 15 sẽ lên. Như vậy bên cái cây con, cái nốt con đầu tiên á, là bỏ 15 đi lên trên, đẩy 15 lên đó, ở trên nó là 15. Rồi ở dưới nó sẽ là 20 và 25. Rồi ở trên nó là bao nhiêu? Ở trên này 35, đây 40 với 45. Rồi ok. Rồi, tiếp tục bây giờ là xóa tiếp tới giá trị mấy? Nãy là mình xóa 46 rồi, bây giờ xóa tới 6, đúng không? Dạ, xóa 6 thì xóa bình thường. Bình thường à. Xóa bình thường thôi, chứ nó chẳng có gì. Rồi, tiếp xóa tới 85. 85 đang nằm đầu, 85 đang nằm ở trên, đúng không? 85 nằm ở trên. Sao anh còn mới 85 để cho bạn quen, xong rồi phần còn lại các bạn tự làm nha. Giờ 685, các bạn thấy bây giờ 685 sao, nằm tại nốt trồng
thường nó sẽ lấy con nó đem lên đúng không? Nhưng trong trường hợp này con nó đem lên có được không? Con đem lên là phạm, mà liên tục cái giải của nó là phạm hết, không còn vị trí phần tử nào nữa, thì trong trường hợp này bắt buộc phải làm sao? Phải gộp 70, 80, 90, 95 xong đem 50 xuống ở giữa là 15, 35, 50, 65. Sao em? Nói lại đi, không có nghe kịp. Dạ cô, là mình sẽ gộp 70, 80, 90, 95 thành nhóm con của 60, rồi mình đem 50 xuống là không phạm với lại cái 65 khi mà còn một con. À, trong trường hợp này nếu mà 85 mà đem lên đó, thì liên tục tất cả các cái giá trị trường hợp con nó sẽ bị ảnh hưởng, thì trong trường hợp này á nó rơi vào trường hợp đó là xóa nấp trong. Thì người ta dĩ nhiên là khi mà xóa nấp trong á, người ta thường rất là ưu tiên cho cái việc đó là người ta gom cái thằng con ở phía dưới. Tuy nhiên trong trường hợp con mà không gặp được á, con mà không gặp được thì đồng nghĩa với lại việc là người ta sẽ phải gặp thằng cha. Thì mọi người thấy nếu như mà bây giờ xóa 85 á, thì nếu mà giống như bạn mình nói á, là nó đem 80 lên, hoặc là ví dụ nó gộp luôn nó là thằng 79, thằng 90 với lại thằng 95 thì không được, tại vì 65 bị phạm. Như vậy trong trường hợp đó đó thì nó sẽ gộp cái thằng cha. Như vậy nếu như mà nó gộp cha là 535 với lại 65 thì có phải là thằng 50 là sẽ có lúc này nó chỉ có một đứa con, đúng không? Nó chỉ có một đứa con, thì trong trường hợp này nó sẽ tìm trạng thái cân bằng, thì nó sẽ gộp luôn 50 đi xuống dưới. Như vậy nếu 50 thì sẽ là nhiêu? 15, 35, 50, 60, phải không? Như vậy thì cái giá trị mà 55 với 60 nó là một nốt nè. Như vậy thì còn lại là 79, 90 với lại 95 sẽ là nốt con còn lại. Như vậy cái nốt cha ở trên bây giờ đang có 4 khóa là 15, 35, 50, 65 thì nó được quyền nó có tới 5 đứa con. Được chưa? Thành được việc này chưa? Tại vì bên cực phải của nó bây giờ còn có đứa nào nữa đâu, bây giờ đưa lên trên nó là nó cứ bị phạm, thì bắt buộc là trong trường hợp này nó phải gộp cha. Nghĩa là sẽ là trạng thái cái cây gộp tới thời điểm này nữa thôi, còn lại thì các bạn về nhà các bạn tự làm phần còn lại nha. Và nên nhớ là mình đang chọn cái phương án là mình tìm cách để mình cân bằng con. Khi nào không cân bằng con được mình mới sao? Mình mới gộp cha. Nhưng mà có phương pháp khác là người ta sẽ ưu tiên cái việc đó là người ta cố định khóa, tức là các khóa người ta không muốn dịch chuyển như vậy đâu, người ta chỉ cho phép dịch chuyển một lần thôi, đưa lên hoặc đưa xuống trong cùng một khóa, chứ không chấp nhận. Ví dụ như hồi nãy của mình á, cực trái đang hết, mình qua cực trái kế bên nữa, rồi đến khi nào mà hết nhánh trái thì thôi, thì trong trường hợp đó lại là một cách cài đặt khác. Năm mươi. Anh gì đó muốn à? Dạ. Rồi cái đó gom lại. Dạ. Đây là 70, 80, 90, 95. Xong được không? Rồi được chưa? Rồi để cho bài phút cho các bạn khác mình nó ghi nhận lại. Rồi các phần các bạn cũng về các bạn xóa. Dĩ nhiên là xóa tới một lúc nào đó thì chỉ còn một loại tất cả các cái khóa trên cùng một nốt thì cứ tuần tự xóa liên tục, phải chưa? Rồi để cho các bạn vài phút các bạn nhìn và các bạn nốt là cái phần này. Rồi trong thời gian mà các bạn nốt gì đó thì cô điểm danh luôn để xong rồi dặn cái phần bài tập còn lại nè. Rồi điểm danh cái nha, ai có nói có dùm. Nguyễn An, Trần Nguyễn An. Dạ có. Nguyễn Vân Anh. Dạ có. Nguyễn Cao Danh. Có. Phạm Hùng Dũng. Dạ có. Hồ Quang Chính Đạt.
vắng phải không? Trần Thế Hải Đăng. Dạ có. Đăng đây ổn chưa Đăng? Dạ bây giờ cũng ổn rồi cô. Rồi ok. Các bài tập kia nếu bạn đợt của bạn bạn đã xin là bạn dời đó đúng không? Vì vì cái công việc đó, đúng không? Thì bây giờ bạn ngoài mà có thể nộp qua mail lại cho cô. Dạ ok. À, nhớ ghi rõ mà số sinh viên họ tên và đang học mã lớp nào nha. Dạ. Rồi. Nguyễn Văn Định. Dạ có. Phan Thanh Hải. Dạ có. Nguyễn Quang Hậu. Quang Hậu vắng. Vũ Nguyên Hoàng. Dạ có. Bùi Nguyễn Quang Huy. Dạ có. Đinh Tấn Huy. Đinh Tấn Huy vắng. Lương Văn Huy vắng phải không? Phạm Đức Huy. Dạ có. Trần Quang Huy. Dạ có. Rồi đồng chí nào đang nhắn nhắn cái gì vậy? Đinh Tấn Huy có. Rồi Đinh Tấn Huy. Rồi Đinh Tấn Huy có. Rồi tiếp Nguyễn Đức Hưng. Nguyễn Đức Hưng vắng. Quách Gia Hưng. Dạ có. Rồi Nguyễn Mạnh Khang. Dạ có. Lâm Lương Khê. Dạ có. Trần Anh Khoa vắng. Đồng chí này sau 4 buổi liên tục đều vắng. Vũ Trung Kiên. Dạ có. Nguyễn Đăng Kỳ. Nguyễn Đăng Kỳ vắng. Nguyễn Trần Thanh Liêm. Dạ có. Nguyễn Hồ Long vắng. Trương Nguyễn Bảo Long. Dạ có. Rồi Phạm Tài Lộc. Có. Du Min. Dạ có. Nguyễn Văn Minh. Dạ có. Nãy vô trễ Minh nha. Lại Bắc Nam vắng. Nguyễn Đình Nam. Dạ có. Nguyễn Văn Nghĩa. Dạ có. Nguyễn Trường Nguyên vắng. Võ Đức Nguyên vắng. Nguyễn Thiên Nhã. Có. Hồ Phước Nhân. Dạ có. Lê Trọng Nhân. Dạ có. Nguyễn Thị Ngọc Nhi. Dạ có. Bùi Văn Niên. Dạ có. Vũ Nguyễn Vũ Quốc Phát. Dạ có. Phạm Quốc Phát vắng. Nguyễn Thanh Phong. Nguyễn Thanh Phong vắng. Cô Quý Phước. Dạ có. À Phạm Hữu Quý. Dạ có. Phạm Diệu Quỳnh. Dạ có. Dương Tuấn Tài. Dạ có. Cao Thiên Tân. Có. Trần Nhật Tân. Dạ bạn kêu là bạn có gửi mail cho cô. À rồi ok được rồi, cô thấy mail rồi, cô ghi nhận rồi, phép bạn được phép. Trần Ngọc Tấn. Dạ có. Phạm Hoàng Nhật Thanh. Dạ có. Huỳnh Hiệp Thiên. Có. Nguyễn Phúc Thịnh. Dạ có. Võ Gia Thuận. Dạ có. Nguyễn Quang Tiến. Dạ có. Quang Tiến nãy vào trễ nhà. Nguyễn Sinh Tiến. Dạ có. Trương Vĩnh Trọng. Dạ có. Đặng Tuấn. Dạ có. Đặng Quang Tuấn. Dạ có. Đặng Quang Tuấn nãy vào trễ nhà. Nguyễn Anh Tuấn. Dạ có. Nguyễn Phú Tuấn. Dạ có. Mai Xuân Vĩnh. À bạn này cứ xin. Nguyễn Trung Kiên. Dạ có. Rồi ok. Rồi đọc lại tên những bạn vắng mà không phép này nha. Còn những bạn vắng có phép thì cô ghi nhận rồi. Vắng không phép là Hồ Phan Tuấn Đạt, Nguyễn Quang Hậu, Lương Văn Huy, Nguyễn Đức Hưng, Trần Anh Khoa, Nguyễn Đăng Kỳ, Nguyễn Hồ Long, Lại Bắc Nam, Nguyễn Trường Nguyên, Võ Đức Nguyên, Phạm Tấn Phát, Nguyễn Thanh Phong là những bạn vắng không phép nha. Rồi,
Rồi cảm ơn bạn, được rồi, bạn dừng cái cửa sổ của bạn được rồi. Cô share lại cái màn hình toàn bộ để cô nói cái việc là các bạn nộp bài tập ha, các bạn nộp bài tập. Hôm nay là bữa cuối lý thuyết rồi, cho nên đó là coi như bây giờ các bạn chỉ còn làm bài tập và các bạn làm các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn nộp bài ở trên đây, thấy màn hình rồi đúng không? Còn thực hành thì bây giờ phải chờ tới khi nào mà được đi học thực hành lại thì mới đi thực hành được, tại vì là không có được thực hành online. Hoặc là chừng nào mà có thông báo mới thì lúc đó tính các bạn ha. Chứ bây giờ thì mình cứ trên tinh thần là mình kết thúc lý thuyết rồi thì mình còn lại là mình làm bài tập và mình làm các câu hỏi trắc nghiệm ở trên đây. Thứ nhất nhắc lại là các câu hỏi trắc nghiệm nè là đã upload hết rồi nè. Click vô lại để bạn coi ha. Cô mở cho các bạn, thay vì ban đầu cô nói cô mở tới cuối tuần này thôi. Nhưng mà sau đó thì tại vì thấy thời gian nó cũng còn dài, cũng chưa đi học thực hành, cho nên cô mở cho các bạn tới ngày 31 tháng 8 nha. Nhắc lại mỗi chương chỉ được làm một lần, được chưa? Chương 2, chương 3, chương 4. Đây là các phần trắc nghiệm nè, đã để rồi nè, chương 5 nha. Tới đúng 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 8 thì tất cả các chương trắc nghiệm này sẽ đóng, các bạn không làm được nữa. Và khi đó nếu bạn nào thiếu một phần trắc nghiệm của chương nào đó thì bạn bị hủy hết toàn bộ điểm bài tập và điểm chuyên cần. Được chưa? Tức là tính luôn cả mấy cái việc hôm nay đọc bài tập đó. Nhắc lại ha, nhấn mạnh cái việc đó. Rồi bây giờ sẽ tạo cái nơi để bạn làm bài tập. Bạn sẽ có hai bài tập bạn làm, tại vì bây giờ là mình không còn học lý thuyết nữa mà cũng chưa biết bao giờ học thực hành. Được chưa? Cho nên là cô sẽ cho bạn làm bài tập dài hạn ra nha. Thứ nhất đó là bài tập ca nhiễm phân tìm kiếm, thì cái phần cài đặt cô đã để nằm trong cái phần hướng dẫn giải bài tập thực hành nè. Về nhà ai muốn tập tốt trước thì đây nè, thậm chí có chỉ luôn cả cái cách cài đặt duyệt không để quy, tức là sử dụng danh sách hạn chế đính kèm ở trong đây. Cho nên là về coi lại giùm cô cái phần này và tập chuẩn bị trước. Cho nên bài tập của chương này cô không yêu cầu nộp, được chưa? Bây giờ tới chương bản băm nha, chương bản băm. Chương bản băm thì sẽ tạo chủ đề thảo luận cho bạn nộp. Và các bạn nhớ nha, lớp mình ở lần trước nộp bài nộp rất là lung tung. Nộp rất là lung tung, được chưa? Nhấn nhầm cái này rồi, để xíu xóa sau. Đây nè, hôm bữa thảo luận về cây nhị phân các bạn nộp rất là lung tung, là nộp như vậy nè. Cô nói là cô tạo chủ đề nào thì vô đúng chủ đề đó trả lời, còn các bạn đi tạo thêm chủ đề bên ngoài là không chấp nhận nha. Tức là cô tạo chủ đề gì thì phải click thẳng vô chủ đề đó, được chưa? Và chọn cái chữ là gì? Reply, hoặc là nếu phiên bản của bạn bên bạn là tiếng Việt thì nó sẽ là chữ trả lời. Đó, rồi chọn vô đây trả lời. Còn để tải file lên thì vô reply nó có cái chữ đó là gì? Advanced này, ví dụ nè, đây nè, advanced nè. Đó, nhảy vô. Xong rồi sao? Nó sẽ cho bạn tải nguyên cái file lên để bạn trả lời luôn. Đó, message hoặc là đây tải file nha, chứ không có tạo chủ đề bên ngoài. Bạn tạo chủ đề bên ngoài là bạn nộp không đúng nơi, hoặc là bạn nộp sau cái khoảng thời gian quy định, thì là coi như cái phần câu trả lời của bạn không được xác nhận. Và khi mà các bạn nộp xong rồi á, thì tùy cái chủ đề cô sẽ có mở sau khi các bạn nộp xong hết, và cô trả lời ở cuối cái chủ đề gì hoặc là nội dung gì bạn cần phải lưu ý. Thì trong trường hợp đó, các bạn nào mà trả lời sau cô lại thì dĩ nhiên đó là bạn nó cũng không được tính, tại vì là sao, cô đợi hết thời gian của các bạn thì cô mới replay lại cái phần mà cô coi sơ lược bài của bạn thì chuyện gì nó đang xảy ra, được chưa? Rồi bây giờ chương 4 với chương 5 đều có bài tập hết nha. Cô để các phần nó nằm, tất cả đều nằm ở cái một diễn đàn mà cô quy định thời gian gửi, tức là bạn đều gửi dưới dạng đó là replay hay một cái tin trả lời. Lưu ý giùm cô đó là khi các bạn làm bài, lớp mình á đang chấm mấy cái assignment phía trước, cô chấm là bạn đang có hai cái assignment sẽ được chấm, đó là chương 1 là danh sách liên kết và chương 2 là chương bài tập sắp xếp. Như vậy thì bạn nên nhớ đó là cô chấm tới ai thì cô sẽ cho cái email nó báo điểm về cho bạn. Tuy nhiên cái điểm của phần này nó chỉ tính vào phần 2 điểm của bài tập chuyên cần cộng với lại bài tập trên lớp của mình, được chưa? Còn giữa kỳ mà đi kiểm tra trên máy đó thì bây giờ chưa có đi học thực hành được, thì phải đợi học thực hành xong thì mới kiểm tra trên máy được. Đó là tính chất của cái môn của mình, cho nên chắc chắn là cái việc môn này thì khó có khả năng thi online, tại vì thực hành chưa có học nha. Cho nên gần như là bây giờ phải đợi dịch ổn định thì mới có thể nói chuyện được cái việc đó là đi học thực hành rồi tiếp tục là ở thi hay gì này kia gì đó. Rồi anh này là thảo luận về bản mâm, được chưa? Rồi cô tạo chủ đề xong, tạo cái tên của nó xong, sau đó thì cô sẽ tạo chủ đề bên trong. Nhắc lại vô đúng chủ đề chọn replay. Đó, bây giờ cô nè, thảo luận về bản băm, cài đặt bằng phương pháp bằng phương pháp trực tiếp
thì cô đã hướng dẫn bạn rồi, được chưa? Bây giờ bạn sẽ thực hiện cái bài tập đó là bản mâm bằng phương pháp, tức là giải quyết đụng bộ bằng phương pháp là nối kết. Bạn nào đang mở cái cách thức trình cô nha em học nhất, tức là cái cách mà hồi sáng cô đã hướng dẫn các bạn về nội dung đó rồi. Và bạn nhớ cái chỗ mà R mà nhỏ 10 đó, cô nói bạn có thể cho R là nhỏ không, bạn return thẳng về ngay vị trí trường hợp đó để cho nó dần điều kiện cũng được, hoặc khi bạn cài đặt thì bạn được phép bạn lựa chọn cái cách khác bạn cài đặt, miễn sao nó thực hiện đúng cái yêu cầu mình mong muốn. Tức là bạn đã hiểu cái cách chạy tay hôm bữa rồi, được chưa? Rồi anh chị hãy cài đặt. Thứ nhất đó là gì, là phải khai báo được cái bản mầm bằng phương pháp kết nối hợp nhất. Thứ hai là phải khởi tạo được cái bản mầm trong trường hợp này. Rồi làm gì, có thể thêm được một phần tử vào bản mầm. Và trong cái phần mà có đó, không có thực hiện thao tác xóa, bạn sẽ phải làm thêm cho cô cái việc đó là xóa một phần tử ra khỏi bản mầm trong trường hợp này. Rồi sau đó là thêm gì nữa, có thể tìm kiếm được trong bản mầm. Dĩ nhiên đó, nó sẽ phục vụ cho công việc đó là có thể xóa đó, tìm được thì mới xóa nha. Bài làm lưu ý nè, tất cả các bài làm trước lớp các bạn làm sai cái file nộp rất là nhiều. Bài nộp thì sẽ là mã số sinh viên, xếp gạch họ và tên chấm CV, hoặc xếp gạch cho cô thêm một cái nữa đó là task table, được chưa? Rồi mới chấm CV. Ai đặt sai tên trừ điểm nha. Hai cái bài assignment phía trước nộp sai tên rất nhiều, cứ nộp là danh sách liên kết hay gì đó, cô đã yêu cầu đặt là mã số sinh viên, xếp gạch họ và tên. Còn anh này là thêm tiểu task table nha. Rồi thời gian nộp dành cho bạn nè, đối với cái bài này á thì là bài của task table thì cô cho các bạn nó là một tuần, được chưa? Cô cho các bạn là một tuần. Như vậy thì bây giờ mở là ngày hôm nay là ngày 9 tháng 8, thì tuần sau của mình đó là ngày 16, đúng không? Là ngày 16. Cô cho tới ngày 16 và 23 giờ 59 phút, tức là coi như là sau này không có học lý thuyết nữa, chỉ còn ngồi ở nhà làm bài tập thôi. Mà cả một tuần mà không chịu làm nữa là không có điểm cộng thì ráng chịu nha. Và ai mà không làm những bài này thì đồng nghĩa với lại việc là toàn bộ cái phần điểm chuyên cần bài tập của mình là mất báo trước ha. Rồi đó là một bài, được chưa? Nó nằm ở phần chương số 4, thảo luận chương 4 đó. Cứ vô trong chương 4, click thẳng vô đây giùm cô nha, rồi chọn cái chữ replay. Sau khoảng thời gian thì tự động là cái chủ đề này sẽ mất, bạn không có replay lại được đó. Cứ chọn replay rồi trả lời, tải cái file của mình lên, được chưa? Rồi đó là chương số 4. Chương số 5 thì mình sẽ không có code, nhưng mà mình sẽ mô phỏng là cái việc đó là mình chạy tay của cái việc đó là một cái cây bê cây, được chưa? Và cô sẽ cho bạn mô phỏng quá trình thêm. Còn quá trình xóa đó, thì nó có rất là nhiều cái ý tưởng để cho tiến hành xóa như hồi nãy cô nói. Rồi anh này bây giờ cũng thêm một cái diễn đàn ha, cũng thêm một cái diễn đàn. Rồi đây là thảo luận về B-tree. Rồi vô đây cô cũng tạo một cái chủ đề. Rồi click vô đây. Rồi yêu cầu bạn minh họa các bước vẽ thì bạn có thể vẽ trên file Word nha, để bạn tải nó vô, được chưa? Thao tác thêm vào cây B-tree. Rồi bạn tiến hành minh họa bằng hình vẽ các bước thêm vào B-cây bậc 2, tức là T của bạn đang là bằng 2, và cũng giống bạn đang làm ha. Dĩ nhiên đi thi có khả năng người ta cho cây bậc 3 nha, chứ phải nắm đúng cái tính chất mà thêm. Giải sau đây 50 nè, 10, 90, 70, 30, 15, 20, 25, 60, 80, 85, 12, 14, 16, 35, 40, 45.
Được chưa? Bài nộp cũng sẽ là mã số sinh viên, xếp gạch họ và tên, xếp gạch b truy, chữ b truy viết liền, chấm dot x hoặc là chấm một cái hình nào đó bng gì đó ha, chấm bng tùy bạn. Nếu bạn vẽ bên cái anh bên cái anh gì quên mất tiêu rồi à, Ben, được chưa? Hoặc là chấm cbac tùy các bạn, nhưng mà nó phải đầy đủ từng bước nha. Rồi đó, thời gian dành cho bạn cô sẽ gia hạn ra hơn một tuần so với thời gian của cái code bài Hashtable, tức là để mỗi tuần là các bạn làm một bài đó nha, là coi như bài tập là có được trong cỡ khoảng 2 tuần tiếp theo. Rồi bây giờ là coi như 2 tuần, một tuần là tới ngày 16, như vậy thì 2 tuần thì nó sẽ tới ngày 23 tay. Được chưa? 23 tay, cho thời gian rất là dài nha, mà không chịu tự làm, không làm nữa là bó tay nha. Rồi đó, còn câu hỏi trắc nghiệm thì tới ngày 31 tháng 8 mới là hạn chót. Cho nên là trong thời gian này cũng muốn các bạn là vừa quá trình bạn làm và bạn cứ học bạn thuần thục từ từ. Đó cũng tương tự, click vô đây rồi mới nạp bài. Không nộp ra ngoài nha, không có tự tạo chủ đề mới nha. Ai tạo chủ đề mới là các bạn đã cũng không tính, ráng chịu. Được chưa? Còn trong quá trình khi các bạn nghỉ thì cô sẽ ngồi cô chấm cái assignment nó từ từ. Tức là các bạn đang có trước rồi nè. Thứ nhất là bạn đang có hai cái assignment là sẽ báo điểm về trực tiếp nè. Hai bài tập, mà một bài tập code của Hashtable, một bài tập của cái anh gì Baytree, được chưa? Còn cái anh cây nhị phân thì tính ra là nó không có bài tập, về nhà tự coi lại video và tập cài đặt trước thôi, được chưa bạn? Và tất cả là 5 gói câu hỏi trắc nghiệm. Rồi còn ai thắc mắc gì cái việc nộp bài hay là cái phần lý thuyết của môn nữa không? Còn dĩ nhiên trong quá trình mà ví dụ như là ở nhà làm bài tập có chuyện gì đó bị rắc rối thì có thể là gửi mail. Tuy nhiên nhiều khi dạo này công việc thì nhiều khi, hoặc là cô có mấy cái hội đồng ngồi của mấy anh chị các bạn sắp bảo vệ khóa luận online đó, thì nhiều khi cô sẽ trả lời nó hơi chậm nha. Rồi được chưa? Còn gì thắc mắc không lớp? Còn lịch thực hành thì bây giờ phải chờ thông báo ha, giờ cô cũng không biết khi nào. Rồi lớp được chưa? Còn gì thắc mắc không? À, là coi như đó là kết thúc nội dung mình học 10 buổi lý thuyết. Lịch xin lỗi, cái nội dung thi á, nó sẽ ràng trải trong tất cả các 5 chương luôn. Nhưng trong đó đó, ở cái chương Hashtable và cái chương Baytree đó, thì cái điểm của cái chương đó có thể hai chương đó cộng lại cỡ khoảng là từ 2 cho đến 3 điểm thôi là tối đa. Tức là mỗi chương có thể 1 điểm hoặc 1 điểm rưỡi. Còn lại người ta sẽ tập trung ha. Cái nội dung đánh giá các bạn nhiều nhất đó là chương 1, chương 2 và chương 3. Được chưa? Chương 1, chương 2 và chương 3. Như vậy thì coi như đó là 3 chương đầu tiên là nó chiếm cỡ khoảng là 7-8 điểm. Ha, 7-8 điểm. Hai chương còn lại thì cỡ khoảng nó là 2-3 điểm. Đó tùy cơ cấu đề nha. Nhưng mà đó là cái mức độ mà người ta thay đổi. Và đồng thời cái phần code của các bạn á, sẽ trong thi cuối kỳ là cũng sẽ có một câu yêu cầu code. Code giấy với code tay á, là code một cái chức năng, một cái hàm nào đó. Được chưa? Thì cái việc code đó nó sẽ nằm trong 3 chương đầu. À, 3 chương đầu. Tức là đang nói phần thi cuối kỳ lý thuyết thôi nha. Chứ còn thi thực hành thì là thực hành là coi như học thực hành có cái gì là có hết. Vì vậy chỉ có trừ cái chương cuối Baytree là không có thôi. Chứ còn đi học thực hành là có hết cả 4 chương. Được chưa? Nhưng mà đi thi á, thì coi như đó là mình sẽ tập trung code ở 3 phần, ở 3 chương đầu tiên. Còn lại 2 chương cuối thì mình sẽ là mô phỏng thao tác. Đồng thời người ta cũng sẽ có câu hỏi tình huống giống như cô đặt ra cho các bạn đó. Tức là ví dụ người ta yêu cầu, người ta nói bây giờ trong vấn đề trường hợp lưu trữ dữ liệu như vậy, thì bạn hãy nêu những cấu trúc dữ liệu phù hợp để có thể tiến hành lưu trữ và mô tả cái cách thức bạn lưu trữ bằng loại cấu trúc dữ liệu đó như thế nào và để giải quyết cho cái vấn đề bài toán đặt ra nó tốt nhất. Như vậy cũng sẽ có câu hỏi tình huống. Tuy nhiên câu hỏi tình huống nó cũng sẽ chiếm cỡ khoảng từ 1 tới 1 điểm rưỡi. Và nó sẽ rơi vào trong cái quá trình là các chương đầu, hoặc thậm chí nó có thể nó lấy một xíu ở cái phần chương cuối là nó hỏi. Thì những cái câu hỏi tình huống đó chỉ có cách đó là khi các bạn học thì các bạn phải coi cái tính chất của nó, các bạn nhớ. Các bạn thấy trong trường hợp nào xài cái gì thì nó ổn hơn. Được chưa? Là đó là nội dung mà mình thi. Còn dĩ nhiên trong 3 chương đầu tiên thì đánh mạnh vào cái gì? Thì các loại danh sách liên kết. Đúng chưa? Rồi sau đó sẽ là cái gì? Mô tả lại chạy tay các phương pháp sắp xếp.
mà mình cũng đã làm rồi, đúng không? Lưu ý những cái anh đó. Và cái cây nhị phân tìm kiếm thì sao? Quá trình tìm kiếm, quá trình vẽ thêm nốt vào cây, quá trình xóa một nốt ra khỏi cây, các quá trình duyệt cây, đó là những cái điều mà các bạn cần quan tâm, thì các bạn coi lại các video. Rồi còn gì thắc mắc không các bạn? Ổn chưa? Rồi nếu không còn gì thắc mắc hết thì thôi mình nghỉ, và hôm nay là buổi lý thuyết cuối nha, còn lại thì làm bài tập và chờ khi nào có thông báo học thực hành thì mình đi học thực hành. Rồi vậy hen, rồi chào các bạn. Em chào cô ạ.